Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện Linh dị Cửu Long Chéo Quang của tác giả Vũ Độc Linh Hồn Bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube Thích Nghe Truyện 247 Trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ, nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn ngụy trinh hành lễ hắc bạch vô thường cũng hành lễ theo ngụy phán quan mau đứng dậy kẻ thảo dân như tôi sao nhận nổi lễ của ngài mẹ nói xong còn muốn đứng dậy đỡ ngụy trinh nào đợi bà run rẩy đỡ chứ nhanh chóng đứng lên ngụy phán quan tôi biết đêm nay ngài phải mang lão tạ đi người tạ ra sẽ không ngăn cản ngài tôi chỉ muốn hỏi một chuyện mời lão phu nhân hỏi ngụy trinh nói ta muốn hỏi đại nạn của ta là ngày nào lão phu nhân đợi chút Nói xong, Ngụy Trinh giở sổ sinh tử ra bắt đầu dò tìm. Thấy mẹ hỏi phán quan về Thọ Nguyên, trong lòng tôi liền nổi lên dự cảm không lành. Ngụy Trinh lật một hồi, tìm được trang viết tên mẹ tôi, nói, lão phu nhân còn 7 ngày dương thọ. Vừa nghe lời này của ông ấy, tim tôi liền đập mạnh, lập tức hiểu ra vì sao mẹ muốn hỏi Thọ Nguyên rồi. 7 ngày, không kém mấy, hôm nay ngài liền thuận đường dẫn tôi đi luôn đi, trên đường Hoàng Tuyền cũng có thể làm bạn với ông ấy. Mẹ tôi cười mỉm nói, Chuyện này, Ngụy Trinh Trần trừ nhìn sang tôi, ngài không cần để ý nó, chuyện này tôi nói thì tính. Tôi 18 tuổi đã gả đến tạ gia, nửa đời trước chịu khổ rất nhiều, chịu tội rất nhiều, nhưng lại chưa từng nhận qua nửa lời trách móc của lão tạ. Chúng tôi là nông dân, không nói được những lời mà người trẻ bây giờ nói, tôi chỉ nghĩ là, ông ấy đã đi qua cả đời với ta, nếu như phải đi rồi vậy thì dứt khoát đi cùng nhau luôn đi. Mẹ tôi nói, tuy rằng mẹ đã nói đến tình sâu ý đoạn, nhưng Ngụy Trinh vẫn nhìn tôi. Mẹ, tôi hô lên một tiếng, kéo Thủy Hỏa quỳ trước mặt bà. Lan Nhi, con đừng có khuyên mẹ, thường nghe đường hoàng tuyền khó đi, mẹ muốn làm bạn đồng hành với ba con. Dù sao, trong nhà có con, tất cả đều an ổn, chúng ta cũng không còn vướng bận gì nữa. Tiếp đó, mẹ lại nói với Thủy Hỏa, Thủy Hỏa, con là con dâu của tả gia ta, mẹ vẫn luôn rất hài lòng với con. Mẹ, một tiếng mẹ này của Thủy Hỏa kêu lên thật bi thương. Nhìn thái độ của mẹ, Tôi liền biết bà ấy sẽ không thay đổi ý định nữa. Mẹ không biết cái gì gọi là sống chết có nhau, bà ấy chỉ không muốn để ba tôi đi một mình. Năm đó mà đạo tổ sư chiến tử tại hồn nhai, sau đó phá quân cầm đao xuống âm ti, chính là vì không thể nhận nổi nỗi đau khổ mất đi người mình yêu. Cha mẹ đều là nông dân bình thường, họ không thể giống như ma đạo tổ sư và phá quân bất chấp mạnh mẽ như vậy, tình cảm của họ rất chất phác tự nhiên. Đơn thuần chỉ là thuận đường đi, làm bạn với nhau. Huống hồ mẹ cũng chỉ đi muộn hơn cha 7 ngày, tôi cần gì phải giữ bà ấy lại nhân gian đau khổ thêm 7 ngày chứ. Hiện tại, tôi gật gật đầu với Ngụy Trinh, sau đó, hắn liền lấy ra bút luân hồi, gạch mất 7 ngày dương thọ còn sót lại của mẹ. Huyện Hà Khúc, Miếu Thành Hoàng, thần hồn của cha mẹ được Ngụy Trinh dẫn đến lối vào âm ti, chuẩn bị đi lên đường Hoàng Tuyền. Tôi tiến họ một đoạn, tôi nói, chỉ sợ không tiện, Ngụy Trinh lộ ra vẻ mặt khó xử. Thù cố của âm ti và ma đạo vẫn chưa hóa giải, thời đại mạt Pháp đã kết thúc, chỉ đợi trận chiến phong thần bắt đầu liền dùng binh đao nói chuyện. Ma đạo tổ sư xuống âm ti, không phải là chuyện nhỏ. Thật ra tôi cũng biết, chỉ là không nhẫn tâm nhìn cha mẹ chịu tội, muốn trông nom họ, tiến họ đi hết mấy chạm đường. Ngay tại lúc này, từ dưới đất truyền đến một cỗ thần niệm mạnh mẽ, mạnh bà thiên tôn hiện thân. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, tạ lan tham kiến mạnh bà thiên tôn. Lần này là tôi hành lễ trước, dùng lễ của vãn bối. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, đạo tổ không cần đa lễ ta được nữ đế bệ hạ nhờ vả tự mình đến tiếp đón lệnh tôn lệnh đường đa tạ nữ đế bệ hạ sau khi hồn phách của cha mẹ rời thân thể thì ngũ cảm lục thức tự động bị đóng lại rơi vào trạng thái mơ hồ sau khi mạnh bà hiện thân điểm một ngón tay lên trán cha mẹ tôi sau đó ánh mắt cha mẹ tôi liền có thần trở lại nhìn nhau một cái cười nói với tôi lan nhi quay về đi nước mắt tôi cuồn cuộn tuôn rơi biết rằng đây là lần cuối cùng tôi có thể nhìn thấy cha mẹ trong kiếp này đau thương trong lòng đã không thể kiềm chế được nữa. Công ơn mang thai 10 tháng nặng nề, báo đáp ba đời vẫn chưa đủ. Hai đầu gối tôi quỳ dưới đất cha, mẹ, đi đường thuận lợi. chương 705, Ma Cách Hoàn Mỹ 1 Những năm này tôi trải qua vô số cửa ải sinh tử khó khăn, cắn răng kiên trì, chưa từng cúi đầu, chưa từng hối hận. Tu hành gian khổ, càng đừng nói đến các cửa ải hiểm yếu. Tôi từng bước đi đến hiện tại, từ người phàm, biến thành một tồn tại giống như thần tiên trong mắt người phàm tôi chưa từng sợ hãi dù cho có phải đối mặt với trùng trùng điệp điệp kiếp nạn đến thiên đạo cũng dám đối đầu quỷ thần minh minh tự tư tự lượng tôi là ma đạo tổ sư tôi hơn cả trăm vạn đệ tử ma đạo tam giới không ai có thể nhận bái lễ của tôi tôi cũng không cần phải cúi đầu trước bất cứ ai mạnh mẽ như âm sơn lão tổ cũng bị ma đạo của tôi tiêu diệt tôi không phải phong cương đại lại tức là đại tướng quân lĩnh quân nơi biên cương nhưng lại nắm trong tay một phương thế giới tôi có thể bất kính với nữ oa bất kính với ngọc hoàng bất kính với đạo đức thiên tôn nhưng mà khi cha mẹ phải rời xa tôi tôi cảm nhận được sự yếu đuối trước đây chưa từng có vuốt phe bàn tay đã không còn độ ấm của cha mẹ tôi biết rằng chỗ dựa lớn nhất trên thế giới này đã rời khỏi tôi là họ cho tôi sinh mệnh này để tôi nhìn thấy thế giới nhân gian lúc nhỏ cảm thấy cha mẹ chính là anh hùng đỉnh thiên lập địa sau khi lớn lại có ý nghĩ của riêng mình khó tránh việc đem họ so sánh với người khác càng lúc càng cảm thấy họ bình thường đến tầm thường lúc đi học khi chia tay mối tình đầu khi phiêu giạt ở quảng châu không phải chưa từng oán hận xuất thân nhưng lại chưa từng nói gì bởi vì tôi biết rằng cha mẹ đã đem tất cả những gì họ có thể cho đưa hết cho tôi những cái khác không phải là họ không muốn cho mà là không có để cho ánh sao lạnh lẽo chẳng thể thay thế ánh mắt ấm áp cha mẹ nhìn tôi được sự rời đi của họ khiến tôi cô đơn như một đứa bé mồ côi thiên sứ bảo vệ tôi anh hùng của tôi đi rồi con đường sau này chỉ còn lại một mình tôi đi cờ chiêu hồn bên trong huyền quan không gió mà tự bay vang lên một âm thanh lạnh lẽo mà đạo tổ sư tạ lan đoạn trần duyên cha mẹ qua đời đạo tâm của tôi liền cắt đứt nhân quả với hồng trần từ nay thế gian chỉ còn ma đạo tổ sư không còn tạ lan nữa cắt đứt trần duyên tôi đã không còn nhân quả gì với nhân tộc nữa trong tim chỉ còn lại ma đạo thân này đã không còn ở trong hồng trần nữa sau khi làm xong tang lễ cho cha mẹ tôi và thùy họa liền phải rời khỏi hà khúc quay về quy khư rồi từ nay, lòng không còn vướng bận, chuyên tâm ngộ kiếm đạo. Khi rời khỏi huyện Hà Khúc, anh trai chị dâu và tạ Ngọc đến tiễn chúng tôi. Trời đổ mưa phùn, họ cầm dù đứng lặng. Tôi vẫy tay từ biệt, nói một tiếng thận trọng, nắm lấy tay Thùy Họa đi vào bên trong màn mưa phùn mịt mù. Tối thị nhân gian lưu bất trụ, chu nhan từ kính hoa từ thụ. Chúng ta còn quay lại không? Thùy Họa hỏi tôi, em không nỡ rời nhân gian sao? Em ở bên Hoàng Hà nhìn khói lửa nhân gian hết 400 năm, vẫn chưa nhìn đủ. Thùy Họa nhẹ giọng nói, anh cũng chưa nhìn đủ, vậy chúng ta vẫn còn quay lại đúng không? Ừm, chỉ cần nhân gian vẫn cần ma đạo, ma đạo sẽ luôn ở lại nhân gian. Quy khư không có năm tháng, sầu vương năm đó, thoáng như mới hôm qua. Ma kiếm cuồn cuộn, quỷ kiếm u u, hai loại kiếm đạo thái cổ này đã khác thật sâu vào bên trong thần hồn của tôi, tích lũy dần theo thời gian, mỗi ngày đều có cảm ngộ mới. Chỉ là chiến lược của tôi trước sau vẫn không hề có sự tăng lên về chất, đó là bởi vì đạo thất sát vẫn còn một đường chưa viên mãn giữ lại vì thần kiếm chuyện này miễn cưỡng không được trong lòng tôi cũng đã chuẩn bị tốt để có thể chứng thiên tôn bất cứ lúc nào dùng tu vi hiện tại của tôi để chứng thiên tôn chiến lực có thể tăng đến cảnh giới thiên tôn đỉnh phong hơn nữa còn vượt qua thiên tôn đỉnh phong bình thường chỉ cách đạo tổ một tầng giấy tương đương với thất thải minh vương đã từ trần kiếm khí phát ra ngàn trượng không suy kiệt kiếm khí tung hoành vạn quân không gì cản được đến cả sáu con rồng của tôi khi tu hành trong quy khư thì cũng để thăng thực lực, lúc trước chỉ là hình rồng mơ hồ, hiện tại đã rõ ràng sống động, linh hoạt như vật sống vậy, chiến lực cũng uy mãnh hơn trước kia. Kiếm khí cự long là do tôi lĩnh ngộ ra từ thất sát kiếm, tôi rất mong chờ có một ngày sáu con rồng này có thể cùng tôi ngao du cửu thiên. Chỉ là, muốn cố hóa kiếm khí cần phải hợp nhất ba loại kiếm đạo thái cổ, thần kiếm với tôi mà nói lại xa vời không biết ở phương trời nào. Ngạo phong sau khi hồi thương, chiến lực tăng lên còn mạnh hơn trước đó thân thể cự long kiên cố không thể phá, còn dưỡng ra một thân khí thế muốn nuốt sơn hà. Trong tam đại hỗn độn thần thú, Hy Hòa và Yến Thác đều thuộc cấp bậc đạo tổ, chỉ có ngạo phong là không phải, điều này khiến cậu ấy có áp lực rất lớn. Núi Lưu Ba có rất nhiều hung thú, cũng không chịu nổi tổ long ngạo phong cứ ba ngày lại đến quét một lần. Rất nhanh cơ duyên của cậu ấy ở bên trong quy khư đã không còn, muốn thức tỉnh huyết mạch tổ long chỉ có thể đợi đến trận chiến cổ địa. Trường 706, Ma Cách Hoàn Mỹ 2 không chỉ mình ngạo phong như vậy, một đám thiên tôn của ma đạo tôi cũng vậy. So với nhân gian thì quy khư dù sao cũng là một thế giới nhỏ. Cơ duyên có nhiều đến đâu cũng có hạn, chỉ có linh khí là cuồn cuộn vô cùng vô tận. So sánh với ma đạo khổ luyện ngày đêm, luyện binh huấn mã, cực khổ tu hành thì thời gian tùy hỏa ở quy khư lại sống rất nhẹ nhàng như ý. Cô ấy không tu hành, cũng không hỏi chuyện ma đạo. Theo Tuyết Dương học luyện đan chế dược, rất nhanh liền xuất môn, quay về cả người đầy mùi thuốc mùi thảo mộc không còn thấy một chút hào quang của tướng phá quân nào trên người cô ấy nữa không còn hào quang cũng không còn cái loại tự ý lạnh lùng trước kia lúc mỉm cười lương thiện dường như ai cũng có thể bắt nạt chỉ duy nhất đối với kiêm hà vẫn mang vài phần cảnh giác sau khi cô ấy mất trí thì càng trân trọng tình cảm của tôi và cô ấy hơn ma đạo đã không còn tồn tại nữa tôi trở thành ràng buộc duy nhất của cô ấy quan trọng nhất là thùy hòa căn bản không nhớ quan hệ của tôi với kiêm hà bởi vì như vậy chúng tôi chẳng ai nỡ để cô ấy đau lòng. Cố ý, cô ấy nhất định là cố ý. Kiêm Hà thường xuyên vì không được thỏa mãn dục vọng mà oán nghiệp, tôi chỉ có thể đáp lại bằng im lặng. Đáng thương cho Kiêm Hà vẫn đối với tôi tình thâm như trước, mới có được danh phận chưa được mấy năm, lại bị Thùy Họa đánh về trạng thái ban đầu. Thùy hỏa không chịu thức tỉnh, gánh nặng thuộc về cô ấy cũng chỉ có thể đè lên trên người thống soái tam quân. Trong đó Kiêm Hà có áp lực lớn nhất, bởi vì cô ấy là thống soái của nhân tộc, mà đại quân nhân tộc của ma đạo lại có số lượng nhiều nhất, cô ấy phải trở thành hồn quân của ma đạo. Sau khi quyết định phải làm hồn quân, cách Kiêm Hà hành sự tác phong ngày càng giống Thùy Họa năm đó. Không còn mặc đạo bào màu đen rộng thùng thình nữa, mà đổi thành khải giáp, thúc phát quan, giày chiến đạp phân. Anh tư tác sảng, so với Lưu Phong Sương còn cái phong phạm của đại tướng hơn. Sau khi triệu hoán 12 huyễn ảnh kính tượng ra chính là 12 nữ tướng quân. Chỉ là cô ấy không học được sự túc sát lạnh lùng của Thùy Họa mặc một thân nhung trang, ánh mắt lưu chuyển vẫn rung động lòng người như cũ. Muốn làm hồn quân nhất định phải mạnh mẽ áp đảo tam quân. Đáng tiếc là, kiêm hà ở quy khư hầu như không có cơ duyên, có thể tăng chiến lực lên đến cảnh giới trí cường thiên tôn hoàn toàn là do dựa vào ma luyện cảm mộ sau những trận chiến sinh tử. Thật ra huyết mạch của huyễn ma ở tam giới đều không có cơ duyên, ma là cấm kỵ trong cửu thiên thập địa này. Nếu như không phải kiêm hà có đạo tâm, thì cho dù là ma đạo tôi cũng rất khó để chứa cô ấy. A à, Lê có thần cách của Thái Cổ Nguyệt Ma, Phong Thập Bát có thần cách của Thái Cổ Phong Ma, Thùy Hỏa có thần cách của Tử Thần Thái Cổ Minh Giới, chỉ có Kiêm Hà không có thần cách. Cái gọi là Nguyệt Ma Phong Ma đều là danh xưng ô uế mà hậu thế đặt, họ vốn chính là thần minh của Thái Cổ Thần Giới, Phong Thần và Nguyệt Thần. Nhưng mà huyễn ma của Kiêm Hà cũng không phải là ô xưng, cô ấy thật sự có huyết mạch của Thái Cổ huyễn ma. Huyễn ma không thể ngưng tụ thần cách, chỉ có thể ngưng tụ ma cách. Cũng tức là nói, nếu như kiêm hà muốn tiến một bước trong tu hành thì chỉ có thể đưa ra quyết định hung hiểm nhất. Mà tâm điên cuồng có thể khiến con người sa đọa là đại địch sinh tử của tất cả sinh linh. Nếu như kiêm hà ngưng tụ ra ma cách, đạo tâm nhất định sẽ loạn, đến lúc đó cô ấy rất có thể sẽ lâm vào ma trướng. Âm sơn lão tổ chính là vết xe đổ, nhất đại tông sư hóa thành vọng thiên hống, thân tử đạo tiêu, công đức cả đời hóa thành hư vô. Kiêm hà đi rồi, sáng sớm hôm nay, tuyết dương đến tìm tôi, đi đâu rồi, tôi bất ngờ hỏi thập vạn đại sơn ở Nam Cương, huyền quan của huyễn ma. Cô ấy biết cậu nhất định sẽ ngăn cản cô ấy, cho nên chỉ nói với tôi. Không được, tôi nhất định phải tìm cô ấy về. Tôi nói, cô ấy không phải là con nít dở chứng nhất thời, cậu có thể ngăn cô ấy được lần này, lẽ nào còn có thể ngăn cản số mệnh của cô ấy sao? Khương Tuyết Dương hỏi tôi, cô biết mà, tôi thà rằng bản thân tự chứng thiên tôn cũng không muốn cô ấy mạo hiểm như vậy, cô ấy có để lại lời gì cho tôi không? Chỉ bảo cậu đừng đi tìm cô ấy, cô ấy sẽ đóng cửa vạn ma điện bế quan không chứng được ma cách hoàn mỹ sẽ không trở về ma là nguồn gốc của ô uế làm sao có thể tồn tại ma cách hoàn mỹ được nếu đã có ma tâm thuần khiết có lẽ cũng sẽ có ma cách hoàn mỹ tuyết dương nói mấy ngày không gặp kiêm hà thùy hỏa cũng hỏi đến hành tung của cô ấy tôi nói với cô ấy kiêm hà đi đến một nơi nguy hiểm để tu hành có thể sẽ không quay về nữa em cảm thấy cô ấy đã rất lợi hại rồi vì sao còn phải đi đến một nơi nguy hiểm như thế để tu hành? Thùy họa hỏi, bởi vì ma đạo không có hồn quân, cô ấy muốn trở thành hồn quân của ma đạo. Hồn quân là gì? Thùy họa lại hỏi, hồn quân chính là em của trước kia, chương 707, Hoang Mạc Long Môn 1. Thập vạn Đại Sơn ở Nam Cương, huyền quan của huyễn ma. Kiêm Hà hiện thân ở đây, đạo quan trên đỉnh núi vẫn còn đó, nhưng hình vẽ ma đạo tổ sư bên trong đạo quan đã biến mất, chỉ còn lại một mảng trống rỗng. Ma đạo tổ sư dùng thuật nhất khí hóa tam thanh, lưu lại ba kính tượng ở nhân gian. Một cái ẩn bên trong bức họa gia thú ở bí cảnh tuyết vực của Côn Lôn, một cái ẩn trong bức họa ở huyền quan của huyễn ma, một cái ở bên trong bia thất sát ở thiên trì. Trong đại miếu giã tiên, ba đạo thần niệm của ma đạo tổ sư hợp nhất, làm phân thần của nữ oa kinh sợ bỏ đi, sau đó chém một kiếm xuyên thủng cung nữ oa. Sau đó, nhân gian đã không còn dấu vết về sự tồn tại của ma đạo tổ sư nữa, chỉ còn chữ viết trên tấm bia ở giữa quảng trường thần điện cửa thế giới của quy khư. Kim Hà nhìn bức họa trống rỗng, đứng lặng hồi lâu. Trong lòng mỗi người đều có một người khó mà quên được, giống như uy nhuy trong lòng tôi và ma đạo tổ sư trong lòng Kim Hà. Cảm ơn ngài, nói một tiếng cảm ơn, quỳ xuống dập đầu một cái, Kim Hà kéo bức họa ra, cất bước tiến vào cửa đá, đi xuống vạn ma đại điện dưới mặt đất. Nhiều năm qua đi như vậy, mà ma ý trong vạn ma điện vẫn còn rất nồng đậm. Ma tượng giữ tợn xấu xí, nguyên rủa hết tất cả những sinh linh xâm nhập vào đây. Chấn hồn quan vẫn còn bên trên tế đàn, ma diễm vẫn đang thiêu đốt, cứ như nó có thể thiêu đốt mãi đến ngày tàn của thế giới. Sau khi kiêm hà tiến vào vạn ma điện, dùng huyết mạch huyễn ma phong ấn cửa thần điện lại. Sau đó, từng bước từng bước đi lên tế đàn, ma tượng cảm giác được cô ấy đến, phát ra từng đạo thần niệm căm hận. Chúng không hề hoan nghênh cô ấy, bởi vì cô ấy đã phản bội ma tộc, sinh ra đạo tâm ma tượng xì xào bàn tán, thần niệm nguyên rủa tập trung lên người kiêm hà, âm mưu phá hủy đạo tâm của cô ấy. Kiêm hà của trước kia còn có thể chịu được, so với hiện tại thì những thần niệm nguyên rủa này lại càng chẳng có chút tính uy hiếp nào. Kiêm hà đứng trên tế đàn, vóc dáng gầy nhỏ quỳ xuống cầu nguyện giống như trước kia vậy. Chú ngữ thần bí vang lên, giống như tiếng búa đốn củi của người tiểu phu trong rừng núi sâu thẳm. Nghe thấy chú ngữ của kiêm hà, vẻ căm hận xấu xí trên mặt các ma tượng đã thay đổi, biến thành hoang mang vô cùng hoang mang. Bởi vì lần này Thứ Kiêm Hà Niệm không phải chú ngữ tịnh hóa ma tâm, mà là khúc nhạc thức tỉnh huyễn ma. Cô ấy không tịnh hóa huyễn ma, mà là đang hấp thu. Theo âm tiết cổ quái, chú ngữ dài dòng, ma ý bên trong vạn ma điện điên cuồng xâm nhập vào cơ thể kiêm hà. Ma ý ngập trời, nồng đậm nặng nề, cứ như vô cùng vô tận. Không biết qua bao lâu, ma ý bên trong vạn ma điện toàn bộ đều bị kiêm hà hấp thu, bao gồm cả những ma ý bị phong ấn trong cơ thể của ma tượng. Kiêm Hà đứng dậy, thần sắc thay đổi trong nháy mắt. Thanh tịnh, đen tối, lương thiện, tà ác, căm hận, nguyền rủa, kiên định, bình tĩnh, hỗn loạn. Đạo tâm và ma ý đang chiến đấu với nhau trong cơ thể cô ấy, bức ép thần hồn của cô lựa chọn. Kiêm Hà nhíu mày, đạp lên tế đàn, quay người nằm vào trấn hồn quan, kéo nắp quan lên, cứ thế rơi vào vực thẳm ác mộng không ngừng nghỉ. Cuối cùng là ma hay là đạo, chẳng ai biết trước được. Kiêm Hà phong ấn vận mệnh của bản thân, chỉ khi ngưng tụ ra ma cách hoàn mỹ mới có thể giải thoát. Nếu như thất bại, cô ấy sẽ luôn ngủ say bên trong chấn hồn quan, vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Côn lôn, điện chiến thần của cửu thiên huyền nữ, tay mộ dung nguyên rời cầm ngọc sách binh thư, nghiêm túc tập trung nghiên cứu mỗi một trận chiến từ thời hồng hoang thượng cổ đến thời đại hỗn loạn. Cái danh chiến thần của cô ấy không phải kiểu sinh ra vì chiến đấu như hình thiên, mà là thần chiến tranh, thể hiện ở trên đạo dùng binh sự ra đi của Ngọc Hoàng Đại Đế đã làm khí số của Tiên Đạo trọng thương nghiêm trọng. Mộ Dung Nguyên rợi lại không phải bổn tôn của cửu thiên huyền nữ. xét về kinh nghiệm thật sự không thể khiến chúng thần thần phục. nếu như không phải Ngọc Hoàng Đại Đế giao kiếm tử dĩnh cho cô ấy quản lý, sợ là sẽ càng khó phục chúng hơn. Tiên Đạo nhân gian có thể tôn sùng cô ấy, nhưng đám lão hồ ly trên thiên đình không biết đã sống mấy ngàn năm, chưa chắc đã coi trọng cô. khuyết thiếu kinh nghiệm chỉ là một mặt, một mặt khác tiền đạo ở nhân gian mười mấy năm nay quả thật muốn khen cũng chẳng có gì để khen. Tranh đấu với tạ Lưu Vân mười mấy năm vẫn không chiếm được thế thượng phong, hành trình đến quy khư ngoài việc giúp công chúa Đắc Kiều của Đông Hải Long tộc chứng được thiên tôn thì hầu như không thu hoạch được gì, ngược lại còn thua thiệt không ít chiến tướng nửa bước, đỉnh phong, thiên tôn, hơn 10 vạn đạo binh. Chèn ép ma đạo, ngược lại ma đạo quật khởi càng thêm mạnh mẽ khí số của nhân tộc lại chậm chạp không tiêu vong, hiện tại theo sự thành lập các học viện tu hành của nhân loại lại càng khó mà thấy ngày tiêu vong hơn. Khí số của nhân đạo đang phát triển, thế lực của âm ti đang tăng lên, mà đạo đang quật khởi, chỉ có tiên đạo là vẫn ăn vốn gốc. Mà gốc dễ lớn nhất, Ngọc Hoàng Đại Đế hiện tại cũng đã từ trần rồi. Dung nhan của mộ dung nguyên Duệ không thay đổi, vẫn là khí chất băng thanh ngọc khiết của cô xã tiên nhân, chỉ là vẻ sầu lo giữa hai hàng chân mày lại không xóa đi được. Không chỉ cô ấy chịu áp lực, vị hạo thiên thái tử vừa mới tiếp quản làm chủ thiên đình cũng chịu áp lực không kém. Chẳng qua hạo thiên thái tử có được thần vị ngọc đế, còn có cửu thiên đáng ma tổ sư và tử vi đại đế che chở, so với mộ dung nguyên duệ thì áp lực nhẹ hơn một chút. chương 708, Hoang Mạc Long Môn 2 Hạo thiên thái tử có ý đồ với mộ dung nguyên duệ, chuyện này từ mấy năm trước sớm đã truyền khắp thiên giới. Bởi vì nếu như hai người kết thành đạo lữ, có thể ổn định thế cục thiên đạo, áp lực mà hai bên phải chịu đều có thể nhẹ chút. Đối với chuyện này, cửu thiên đáng ma tổ sư hiển nhiên là vui vẻ tác thành. Bắc cực tử vi đại đế tuy rằng không thích, sợ so tổn hại đến tôn nghiêm của chiến thần nhưng cũng chẳng ngăn cản. Còn bản thân mộ dung nguyên duệ từ sau khi biết được tính toán của hạo thiên thái tử, thì rất ít khi quay về thiên đình. Đến sự việc của binh bộ thiên đình cũng giải quyết ở nhân gian, dù sao hiện tại tam giới cũng không có chiến sự, chuyện thao luyện binh mã không đến lượt cô ấy làm, cô ấy chỉ cần chỉ huy tam quân, bày mưu tính kế. Lật lật ngọc sách binh thư mãi, mộ dung nguyên duệ có chút mệt mỏi mấy ngày trước hạo thiên thái tử nhờ quảng hàn tiên tử đến truyền đạt tâm ý khiến cô tâm phiền ý loạn sau khi cắt đứt tình duyên cô đã nghĩ đời này sẽ ký thác trên lưng ngựa chưa từng suy nghĩ đến chuyện kết duyên đạo lữ mộ dung nguyên duệ đóng ngọc sách binh thư lại đứng dậy rời khỏi điện chiến thần phi thân bay lên côn lôn vân đài triệu hoán ra bốn phân thần diễn luyện chiến thần chi đạo trên vân đài phương hướng trận pháp bắt đầu vận chuyển phát hiện ra có một đạo thần niệm mạnh mẽ đang phóng tới nơi đây. Người đi ra từ bên trong tinh huy đúng thật là tử vi đại đế, mộ dung nguyên duệ vẫn không thu trận, mà trực tiếp nhắm vào khí cơ của bắc cực tử vi đại đế. Bắc cực tử vi đại đế đã có được chiến lược đạo tổ từ 3.000 năm trước, hiện tại ngồi vững cái danh đạo tổ. Thấy mộ dung nguyên duệ mở trận muốn đấu pháp với ông, tử vi đại đế cười ha ha, cầm kiếm bước vào trong trận. Kiếm chính là tổ tiên của trăm loại binh khí, nguồn gốc của vạn pháp sau khi chứng được đạo tổ, tử vi đại đế từ pháp nhập kiếm, tu hành đạo thần kiếm. Nhân gian không có cơ duyên thần kiếm, thiên đình từ trước đến nay lại chưa từng thiếu phương pháp tu hành thần kiếm. Cái gọi là thần kiếm, vốn chính là kiếm pháp chuyên dụng của thần minh, huống hồ tiên đạo còn có thái ất thiên tôn một vị đại tông sư lấy kiếm nhập đạo. Cái mà tử vi đại đế tu là kiếm, cái mà mộ dung nguyên duệ tu là pháp. Kiếm khí không nhập ngũ hành, nhưng mà thân đạo tổ của tử vi đại đế lại không cách nào thoát khỏi sự hạn chế từ trận pháp tiên thiên ngũ hành của mộ dung nguyên duệ hai người ở trên không chung dùng toàn lực thi triển lưu quang ngũ sắc ở giữa rực rỡ như cầu vồng kiếm khí mênh mông cuồn cuộn tung hoành thiên địa mộ dung nguyên duệ dùng toàn lực ra tay dù chỉ có tu vi trí cường thiên tôn nhưng trận pháp tiên thiên ngũ hành nhưng lại có thể vượt qua thế tục mà quấy nhiễu chiến lực đạo tổ tử vi đại đế thi triển toàn bộ thần thông Cuối cùng vẫn phải dựa vào quần tinh chi thể mạnh mẽ phá trận mà ra, quá mất mặt. Đại đạo còn bao lâu nữa mới có thể hoàn toàn dung hợp? Sau khi thu kiếm lại, Tử Vi đại đế hỏi, "Sắp rồi." Mộ Dung Nguyên Duệ bình tĩnh nói, "Đại đạo hoàn toàn dung hợp với bổn tôn chính là tiêu chí để thiên tôn viên mãn, đến lúc đó chiến lực của Mộ Dung Nguyên Duệ có thể trực tiếp tăng lên thiên tôn đỉnh phong. Chỉ đợi hóa thân vì đạo, liền có thể đi đến hư không vũ trụ thu hoạch cơ duyên đạo tổ." Bất quá, vốn việc hóa thân vì đạo cũng cần có cơ duyên, nếu không thì thất thải minh vương khổng tuyên cũng đã không mắc tại thiên tôn ba ngàn năm không thể tấn thăng lên đạo tổ. Ai ra, thiên phú của ngươi không hề kém hơn bản thân huyền nữ, thậm chí còn vượt qua cả huyền nữ. Đợi ngươi viên mãn thiên tôn, dưới trí cường đạo tổ, không ai có thể phá được. Tử vi đại đế thở dài một hơi nói, không biết lần này tử vi bệ hạ hạ thế vì chuyện gì. Câu trần đế quân hôm nay ở lăng tiêu bảo điện làm khó dễ, Nam cực trường sinh đại đế đồng tâm đồng sức với ông ta, hạo thiên ngọc đế sau chuyện đó liền đến tìm quả nhân hỏi về ngươi. Hỏi chuyện gì, sau khi ngọc hoàng bệ hạ hóa thân hy di đồng quy với đất trời, thiên đình chưa từng an tĩnh, ngươi và hạo thiên trái phải đều bị làm khó, nếu như kề vai sát cánh, nếu như ta không đồng ý thì sao? Mộ dung nguyên Duệ không đợi tử vi đại đế nói xong đã mở lời cắt ngang. Thật ra ngươi và ngài ấy kết duyên, chỉ có cái danh phận là được, hạo thiên thái tử rất tôn trọng ngươi, Tử vi đại đế nói, chuyện này không thể nào, câu trần xuất thân từ yêu tộc, qua lại thân thiết với cung hoa hoàng. Ta hoài nghi, lần này lòng tin của chúng thần đối với tiên đạo bị dao động, phía sau nhất định có nữ Oa đang dở trò. Thiên hoàng đại đế ban đầu của Tây Cực là Phục Hy Thiên Hoàng, Phục Hy giống như nữ hoa vậy đều là mình người thân trắng. Tây Cực đại đế hiện tại câu trần đại đế là tử tôn của Phục Hy, vậy nên tử vi đại đế mới nói câu trần xuất thân yêu tộc. Nữ hoa trước là hố âm sơn lão tổ, hiện tại lại muốn đến làm loạn tiên đạo của ta, đây rốt cuộc là có ý gì? Mộ Dung Nguyên Duệ lạnh giọng hỏi, không phải mưu kế của thiên đạo thì bà ta cũng không dám làm vậy. Tử Vi Đại Đế nói, nhắc đến thiên đạo, Mộ Dung Nguyên Duệ trầm mặc thật lâu. Thiên đạo thật công bằng, trận chiến phong thần trước đó đem thiên đình giao cho thiên đạo, xem ra lần này đến lượt nhân đạo rồi. Hiện tại bốn cổ địa lớn ở nhân gian vẫn còn hai cái chưa xuất hiện, đợi đến khi tất cả đều xuất hiện, thì chính là ngày thiên đạo quay lại cái cổ địa tiếp theo sẽ xuất hiện ở đâu? mộ dung nguyên dự hỏi. hoang mạc long môn tử vi đại đế nói chương 709, si vưu dị bảo một bão cát ở hoang mạc tây vực che phủ cả mặt trời gió bão thổi mịt mù khắp nơi chìm sâu trong ảm đạm sau khi thời đại Mạt pháp kết thúc nhân tộc tập trung hết về nội địa biên cương tây vực từ lâu đã trở nên hoang vu vắng vẻ cổ địa hoang mạc long môn nằm sâu trong hoang mạc ở vùng biên cương của tây vực thuộc về bản đồ trung lập tam đạo đều có thể tham gia tranh giành đất đai. Hoàng Mạc Tây vực vào thời xa xưa là một vùng biển xanh, tổ long hóa thân thành hai ngọn núi Côn Lôn và Côn Ngô, mạch đất trùng tu, Hoàng Mạc Tây vực cũng từ biển xanh biến thành đồng bằng. Sự thay đổi một trời một vực giữa biển xanh và đồng bằng, ảnh hưởng nặng nề đến tộc cự long sinh sống dưới biển sâu, không biết bao nhiêu cự long vì thiên hạ loạn lạc mà mắc cạn trên đất liền, lúc ấy chúng thần hầu như đều ra tay giết hại tộc tổ long, đến cả tộc cự long mang huyết mạch tổ long vốn chỉ tồn tại dưới đáy biển sâu cũng rơi vào cảnh diệt phong. Xác rồng nằm dạp trên mặt đất, xương rồng chất cao như núi, máu rồng nhuộm đỏ đồng hoang, cuối cùng trở thành vùng cổ địa thâm sâu mang động oán khí, có tên hoang mạc long môn. Mọi bộ phận trên người cự long đều là bảo bối, phải rồng xương rồng được xem là vật liệu luyện binh khí cao cấp. Ngay tại thời đại hỗn loạn, đã sớm có người muốn chiếm lấy đống vật liệu này, tuy nhiên vì oán khí long hồn quá nặng, sinh linh bình thường tiến vào ắt sẽ cầm chắc cái chết bốn vùng cổ địa lớn vốn dĩ là nơi cất giữ tinh hoa và năng lượng từ khắp nơi trên thế gian này cổ địa hoang mạc long môn che giấu oán khí cự long sau khi tam đạo bành trướng tại nhân gian bắt đầu tranh giành đấu đá vì chứa mấy món bảo vật như xương rồng vảy rồng nên hoang mạc long môn cũng trở thành chiến trường tranh chấp của tam đạo sau khi trận chiến phong thần bùng nổ nơi này hiển nhiên trở thành chiến trường chủ chốt không biết bao nhiêu đệ tử đạo môn chôn thân tại đây anh hồn của những đệ tử đạo môn đã tử trận bị oán khí của linh hồn cự long nhiễm bẩn dần dần đột biến thành một vật thể sống hoàn toàn mới, long khôi. Giải thích anh hồn là cách gọi kính trọng dành cho linh hồn những người đã khuất. Còn long khôi ý nói con rối của rồng. Hết giải thích, chữ khôi, bên trái là người bên phải là quỷ, đan sen giữa người sống và kẻ chết, đáng sợ hơn lệ quỷ hung hồn ở nhân gian gấp trăm lần, không nhập lục đạo, dù tinh thông vạn pháp cũng khó hạ gục. Vật thể sống long khôi này xuất thế, khiến tam đạo vội vã kết thúc chiến sự ở cổ địa hoang mạc long môn, chuyển chiến trường sang khu vực khác sự lợi hại của cổ ma thể hiện ở chỗ nhân gian năm đó vẫn thuộc về thời đại mặt pháp thiên tôn không xuất thế chư thần quy vị nhân gian không có thứ gì đủ khả năng đối kháng lại hắn ta nhưng long khôi tập trung trong hoang mạc long môn đây là một cách khiêu chiến với thần minh đạo thể thiên tôn cũng không dám một mình mạo hiểm xông vào may thay long khôi chỉ tồn tại trong cổ địa hoang mạc long môn phụ trách bảo vệ mộ của cự long sẽ không tự ý rời khỏi đấy sau đó trận chiến phong thần kết thúc thiên đạo đã niêm phong bốn cổ địa lớn ở nhân gian, những gì liên quan đến sự tồn tại của Long Khôi đã dần dần biến thành truyền thuyết. Cơ duyên đạo Pháp ở hoang mạc Long Môn tiêu điều sơ sát, thiên đạo lại phong phú hùng hậu, tuyệt đối sẽ không ngu ngốc đến mức vì mấy thứ nhỏ nhoi như vậy rồng xương rồng mà phải hao tổn binh tướng đi gây hấn với Long Khôi. Mộ Dung Nguyên Duệ nói, nếu như chỉ có vảy rồng xương rồng, đừng nói đến hai đạo nhân tiên, đến ma đạo cũng không có hứng thú gì với hoang mạc Long Môn đâu. Tử Vi Đại Đế nói, ý chỉ tử vi bệ hạ, lẽ nào bên trong cổ địa Long Môn còn ẩn chứa cơ duyên đặc biệt nào hay sao? Hồng hoang vào những năm cuối cùng, si vưu tranh giành khí số nhân tộc với nhân hoàng hoàng đế, sau đó hoàng đế được thiên thần trợ giúp thuận lợi đánh bại si vưu. Sau khi si vưu tử trận, thi thể biến mất không rõ tung tích, nghe nói tòa kỵ dưới chướng ma long đem thi thể của ông ta về cổ địa hoang mạc Long Môn, chôn cùng cự long. Việc này chẳng phải đã được xác nhận là đồn đoán sai sự thật sau trận chiến phong thần năm đó hay sao? mộ dung nguyên duệ hỏi cô ấy có ký ức của cử thiên huyền nữ tất nhiên cũng từng nghe về truyền thuyết liên quan đến si vưu năm đó chỉ không tìm thấy chứng cứ thôi không thể nói chắc đây chỉ là chuyện đồn đoán sai sự thật năm đó không có chứng cứ vậy bây giờ tìm thấy rồi sao mộ dung nguyên duệ lại hỏi có rồi sự tồn tại của long khôi chính là chứng cứ rõ ràng nhất tử vi đại đế nói long khôi xuất thế khiến tam giới nghi ngờ bởi vì loại sinh vật sống này khá hung hãn Tử vi đại đế suy đoán nhiều năm, cuối cùng rút ra một kết luận đáng kinh ngạc nhờ tử vi đầu số, sự xuất hiện của Long Khôi có lẽ liên quan mật thiết với Si Vưu. Chiến hồn của đệ tử đạo môn và linh hồn của cự Long căn bản khác nhau một trời một vực, có thể khiến hai thứ này liên kết chặt chẽ với nhau thì chỉ mỗi vu thuật thần thông thất truyền từ lâu mới đủ khả năng đó. Truyền thuyết có đề cập đến, đại vu có năng lực khai thông mọi hiện tượng tự nhiên của trời đất, có sở trường giao tiếp với thần hồn. Si vu lại đạt tới đẳng cấp tổ vu, thủ đoạn thông thiên, nên rất có khả năng chính ông ta tạo ra Long Khôi. Lẽ nào năm đó Si Vưu vẫn còn sống sao? Nghe tử vi đại đế nói đến đây, mộ dung nguyên rệ giật mình hỏi. chương 710, Si Vưu dị bảo hai. Mà quân đẳng cấp lợi hại như Si Vưu cho dù xuống hoàng tuyền, chỉ cần ý chí không tiêu tán, đã đủ sức ảnh hưởng tới nhiều việc rồi. Tử vi đại đế nói, nghe đồn Si Vưu có hai đại pháp bảo, mà đao và binh chủ chiến kỳ, sau khi chết đã tan biến cùng thi thể, xem ra cổ địa hoang mạc long môn lần này ắt hẳn rất náo nhiệt rồi. Mộ Dung Nguyên Duệ nói, ma đao của Si Vưu là thần binh đệ nhất trong tam giới, khiến chúng thần thèm khát muốn sở hữu. Hai bên thân đao khắc hai rãnh máu, hình dáng của đao vẫn giữ nguyên vòng tròn cổ xưa và lưỡi kiếm thẳng. Thanh đao này vô cùng sắc bén, không có gì nó chém không đứt. Đặc biệt thanh đao này nhiễm máu của Si Vưu, uy lực tăng thêm một phần, một khi rút đao ra khỏi vỏ thì không ai địch nổi sau khi sivu chết từng bị hoàng đế truy phong làm binh chủ nhân gian chiến kỳ của ông ta cũng được hậu thế xưng là binh chủ chiến kỳ lá cờ này không được may bằng vải mà giống hệt mây mù vung lên có thể che lấp một nửa bầu trời sivu đã dựa vào chiến kỳ này khích lệ sĩ khí mỗi khi gặp chiến loạn chiến kỳ này sẽ xuất hiện trên bầu trời báo hiệu sự hiện diện của sivu theo đó sĩ khí dâng cao mang lại thắng lợi tuyệt vời bây giờ có rất nhiều người ở thiên đình nghi ngờ lai lịch của cô nếu cô muốn chứng minh thực lực của mình cổ địa hoang mạc long môn chính là nơi lịch luyện tốt nhất dành cho cô. nếu như có thể giành được bảo vật si vưu chỉ trong một trận chiến, kẻ nào ở thiên đình còn dám chống đối cô thì quả nhân sẽ đích thân trấn áp kẻ ấy. giả sử lần này cô vẫn không giành được công lao đặc biệt gì như lúc ở quy khư, thì cô chỉ còn nước kết duyên với thái tử hạo thiên, bắt tay ổn định thế cuộc thiên đình rồi. tử vi đại đế nghiêm mặt nhìn mộ dung nguyên duệ nói, mộ dung nguyên duệ trầm mặc không nói gì, cuối cùng chỉ đành gật đầu đồng ý. Dự đoán của tử vi đại đế rất chính xác, không lâu sau đó, tam giới đã chuyển đến tin tức hoang mạc long môn sắp xuất thế. Mới đầu ma đạo chỉ đứng yên thờ ơ quan sát tình hình long môn, long khôi quá khủng bố, tuy rằng căn cơ ma đạo yếu kém, thì phải rồng xương rồng cũng không dáng để đệ tử ma đạo hao tổn binh lực. Tôi không dự định để ma đạo đến hoang mạc long môn, chỉ cảm thấy lo lắng vì cổ địa xuất thế đột một như vậy. Bởi vì sau khi bốn cổ địa lớn xuất thế, thiên đạo sẽ trở lại tiếp quản thế gian này một lần nữa đến lúc ấy, cuộc chiến phong thần sẽ bùng nổ, với chiến lược hiện giờ của ma đạo, hiển nhiên rơi vào thế yếu. Vì chúng tôi có quá ít thời gian chuẩn bị, đệ tử ma đạo mới thu nhận lại thiếu cơ duyên tu luyện, chiến tướng thiên tôn còn khan hiếm, tuy có sức ra trận nhưng tuyệt đối không thể thiếu bất kỳ ai. Thùy hỏa chậm chạp không chịu thức tỉnh, kiêm hà lại đi điện vạn ma bế quan tu hành, chỗ dựa lớn nhất của chúng tôi chỉ có tỏa trấn của tam đại thần thú hỗn độn. Nếu như cuộc chiến phong thần bùng nổ trước dự kiến, mà đạo e rằng phải nương nhờ vào lá bùa hộ thân quy khư. Điều quan trọng nhất là, nếu thiên đạo quay về, hắn ta sẽ khoan dung cho sự tồn tại của quy khư sao? Ngày hôm đó, đình viện bắt đầu quần tinh quân cơ sứ ma đạo Khương Tuyết Dương truyền đến tin tức, đại vu từ phúc người thủ hộ nhân đạo hẹn đến gặp tôi. Nhận được tin tức, tôi liền dẫn Thùy Hỏa đi gặp ông ấy. Thùy Hỏa trì hoãn không thức tỉnh, ngoài nguyên nhân mà chúng tôi suy đoán ra, tôi vẫn muốn để từ phúc giúp đỡ tính toán một chút. Bái kiến đạo tổ, Bái Kiến Lâm tướng quân, Từ Phúc hành lễ với chúng tôi, sau đó hướng mắt sang người Thùy Họa, đánh giá qua một lượt. Thùy Họa bị ông ấy nhìn chằm chằm có chút không tự nhiên, ngượng ngùng quay đầu tránh đi. Nhìn ra vấn đề gì sao? Tôi dùng thần niệm tra hỏi, Từ Phúc lắc đầu, dùng thần niệm trả lời tôi, nhìn không ra vấn đề gì hết, tuy rằng quân uy không hiện ra, nhưng mệnh cung tỏ rõ cô ấy vẫn là tướng phá quân của Ma đạo. Tuy rằng tôi sớm đã có suy đoán, nhưng nghe lời chứng thực của Từ Phúc trong lòng vẫn có chút đau xót. Thùy Hòa lựa chọn cách quên đi, tự mình phong ấn ký ức liên quan đến ma đạo. Vấn đề này rất khó chữa trị, trừ khi cô ấy tự nguyện thức tỉnh, nếu không người ngoài căn bản không thể giúp cô ấy khôi phục. Tạm gác lại chuyện này, tôi hỏi Nguyên Nhân Từ Phúc đến đây. Tin tức cổ địa hoang mạc long môn sắp xuất thế chắc hẳn ma đạo đã nghe nói đến rồi đúng không? Không biết ma đạo có dự tính gì không? Từ Phúc hỏi, ma đạo không có kế hoạch gì hết. Tôi nói, ta biết căn cơ ma đạo yếu ớt. Cổ địa Hoang Mạc Long Môn vô cùng nguy hiểm, Thiên Tôn không dám xông vào, chẳng qua ta không muốn ma đạo đánh mất cơ duyên hiếm có. Cơ duyên đạo pháp của cổ địa Hoang Mạc Long Môn khan hiếm, phải rồng xương rồng không đáng để ma đạo khai chiến với Long Khôi. Ta nghĩ hai đạo nhân tiên cũng không nảy sinh hứng thú gì đâu. Không, hoàn toàn ngược lại, theo tình báo ta có được, hai đạo nhân tiên đã bắt đầu chuẩn bị khai chiến, Tạ Lưu Vân và Mộ Dung Nguyên Duệ đều sẽ tự mình tham gia cuộc chiến tranh đoạt cơ duyên tại cổ địa Hoang Mạc Long Môn. Từ Phúc nói, cổ địa hoang mạc Long Môn có huyền cơ bí ẩn nào sao? Nghe thấy điều đó hai mắt Khương Tuyết Dương bỗng sáng lên, hiếu kỳ hỏi. Ta hoài nghi Long Khôi có liên quan đến tổ vu si vu, hiện giờ hai đạo nhân tiên đã gấp rút phát động chuẩn bị chiến đấu vừa hay chứng thực suy đoán của ta. Từ Phúc nói, chương 711, tái đoạt cơ duyên, 1. Tiếp theo đó, Từ Phúc nói ra suy đoán của ông ấy. Ông ấy vốn dĩ học được truyền thừa từ Đại Vu, có lời giải thích rất rõ ràng về sự hình thành của Long Khôi bản thân ta không có bản lĩnh này, nhưng ta có lòng tin, nếu như tổ vu si vu ra tay, việc tạo ra long khôi vốn không phải chuyện gì khó. Từ phúc nói, tạ lan, nếu như cổ địa hoang mạc long môn thật sự có cơ duyên si vưu, mà đạo chúng ta bất luận làm cách gì cũng phải tranh giành một phen. Khương Tuyết Dương nhìn tôi nói, ma đao và binh chủ chiến kỳ của si vưu, đối với ma đạo mà nói chính là thần binh báu vật vô cùng hiếm có trăm năm mới gặp. Đặc biệt binh chủ chiến kỳ, đơn giản chính là thần binh độc nhất vô nhị dành riêng cho những trận quyết chiến trên chốn xa trường, có thể giúp cải thiện chiến lực cho toàn bộ đại quân ma đạo, thậm chí không thua kém quân hồn. Thùy hỏa mãi không chịu thức tỉnh, ma đạo không có quân hồn, nếu như đoạt được binh chủ chiến kỳ, liền có thể thay thế vị trí chủ chốt trong quân của Thùy hỏa. Nói như vậy, cho dù cô ấy phong bế suốt một vạn năm, tôi vẫn có thể sánh bước bên cạnh cô ấy. Không giống như tình hình bây giờ, rõ ràng biết cô ấy thích cuộc sống hiện tại, nhưng lòng tôi vẫn muốn kéo cô ấy quay về với trước đây. Cổ địa hoang mạc Long Môn là một bí cảnh vô cùng đặc biệt, oán niệm Long Hồn đoạn tuyệt với huyền cơ đất trời, không cách nào xuyên thấu, nơi này không thể ngự không phi hành, tương tự với quy khư năm đó. Long khôi đan sen giữa người sống và kẻ chết, vạn pháp khó lòng đả thương bất kể thần niệm uy áp gì cũng không có tác dụng. Điều quan trọng nhất là, Long khôi đủ khả năng áp chế đại quân vong hồn và đại quân yêu tộc của ma đạo. Uy lực của cự Long, trăm thú thần phục, Đại quân yêu tộc của Ma đạo đứng trước Long Khôi hoàn toàn mất hết sĩ khí, rất khó phát huy sức mạnh chiến đấu. Long Khôi do oán niệm long hồn và chiến hóa hóa thành, âm thân của đệ tử vong hồn Ma đạo khi đối mặt với Long Khôi run rẩy không nhấc nổi một bước chân. Dễ dàng tưởng tượng, nếu như quân đoàn yêu tộc và quân đoàn vong hồn Ma đạo tiến vào cổ địa Hoang Mạc Long Môn ắt sẽ rơi vào tình cảnh bi thảm thương vong nặng nề. Giả sử chỉ để quân đoàn nhân tộc thâm nhập vào đấy, thì binh lực mà Ma đạo có thể dùng vốn cũng không nhiều. Trận chiến tại cổ địa núi Hạ Lan đã trôi qua nhiều năm, quân lực ma đạo gia tăng nhiều nhất chính là quân đoàn vong hồn và quân đoàn yên tộc, quân đoàn nhân tộc vẫn như cũ lấy đệ tử hồng hoang quy khư làm chủ đạo. Nhân khẩu quy khư có hạn, tôi không nhẫn tâm nhìn bọn họ tiếp tục chịu thương tổn. Thấy tôi trầm mặc, từ phúc lại nói, nếu ma đạo không tranh giành cổ địa hoang mạc long môn, cổ địa tam miêu tương lai nhất định sẽ rơi vào thế bị động. Vẫn mong đạo tổ nhanh chóng đưa ra quyết định, với tư cách là người thủ hộ nhân tộc, ta tất nhiên hy vọng ma đạo quật khởi hai đạo nhân tiên lần này chuẩn bị phái ra bao nhiêu binh mã đánh Long Môn. Tôi hỏi, hoang mạc Long Môn nguy hiểm dị thường, đạo thể thiên tôn không dám tự ý xông vào, ước tính số lượng chiến lược tinh nhuệ mà họ phái ra cũng không quá đông. Long khôi lợi hại bất phàm, đại quân xuất kích không có nghĩa lý gì, thương vong nghiêm trọng ngược lại sẽ gia tăng số lượng Long khôi. Từ Phúc nói, Long khôi là vật thể sống mới sinh ra do sự kết hợp giữa oán khí Long hồn và chiến hồn, người chết càng nhiều, quả thực rất phiền phức. Cổ địa hoang mạc long môn vốn chẳng thiếu oán khí long hồn, thứ nơi đó thiếu chính là chiến hồn. Thế nhưng cho dù phái ra chiến lực tinh nhuệ, mà đạo cũng khó tranh đoạt cơ duyên từ trong cổ địa hoang mạc long môn. Trừ phi Yến Tháp và Kiêm Hà dốc sức toàn lực tham chiến, nếu như vậy, mà đạo phía Đông Hải sẽ không còn người thủ hộ, cả quy khư sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Cho dù hai đạo nhân tiên tạm thời không tấn công ma đạo, vẫn còn âm ti ẩn nấp trong bóng tối chuẩn bị thừa cơ gây rối nếu như Ma đạo đem hết quân át chủ bài sông vào trong hoang mạc Long môn, khó đảm bảo Châu Khất sẽ không xuất binh đánh Ma đạo. Thời cuộc đã thay đổi, khí số nhân tộc không tiêu vong là một chuyện, nhưng cuộc chiến thiên tôn đã không còn là điều cấm kỵ như trước. Âm ti xuất binh đánh nhân gian, nhân tộc vẫn còn lý do ngăn cản. Nếu như ra quân tấn công Đông Hải, nhân tộc muốn can thiệp, tương ứng với việc lung lay vị trí trung lập, đến lúc đó nhân tộc sẽ hứng chịu sự đàn áp của Tam giới. Trên thực tế nhân tộc và thiên đạo giống nhau đều bắt buộc bảo trì trung lập, nếu không sẽ có vướng vào nhân quả. Lần này thiên đạo kéo vào đại nạn nhân quả, bởi vì năm đó ông ta đã một tay chủ tính cuộc chiến cung công diệt thế. Nhân tộc cũng vậy, người phàm thế tục có quyền tự do tín ngưỡng, nhưng mà khí số nhân tộc tuyệt đối không thể lựa chọn phe cánh, nếu không hậu quả hứng chịu chính là tam giới chung tay thảo phạt. Năm đó Yến Tháp đến âm ti trấn áp châu khất xuất binh, bởi vì ma đạo buộc phải quyết chiến với liên minh quỷ yêu, liên minh quỷ yêu là mối uy hiếp đối với nhân tộc, vì thế Châu Khất mới đồng ý thỏa hiệp. Lần này nhân tộc cho dù muốn giúp ma đạo áp chế âm ti, cũng chẳng thể tìm ra một lý do chính đáng. Ngạo Phong vẫn chưa thực sự cường đại, không thể chấn áp thế lực Đông Hải, nếu như quân tinh nhuệ của ma đạo xuất binh đến hoang mạc Long Môn, Yến Tháp phải ở lại cùng Khương Tuyết Dương bảo vệ đình viện bắt đầu quần tinh, chỉ dựa vào mỗi Khương Tuyết Dương không thể chấn áp chúng thần thiên tôn âm ti. Về hy hòa, bất luận rơi vào hoàn cảnh nào thì thế giới quy khư nhất định luôn luôn phải có người gác cổng. Trừ khi ma đạo cắn răng từ bỏ đình viện Bắc đầu quần tinh, toàn bộ chạy trốn vào quy khư. Nhưng mà, đình viện Bắc đầu quần tinh đại diện cho thái độ cứng rắn của ma đạo khi xuất thế, là đầu mối then chốt quan trọng trong mối liên hệ giữa ma đạo và nhân gian, cũng nói rõ tư cách tham gia cuộc chiến phong thần của chúng tôi. chương 712, Tái đoạt cơ duyên 2 Vì để xây dựng nên đình viện Bắc đầu quần tinh, mà đạo đã hao phí vô số tài nguyên và nhân lực, Khương Tuyết Dương càng dốc hết tâm huyết cống hiến cả đời cho đình viện Bắc Đầu Quần Tinh, tương tựa tham lang năm đó chân quý nâng niu đảo kim ngao. Yến Tháp và Hy Hòa không thể điều động, chiến tướng đẳng cấp thiên tôn mà ma đạo có thể phái ra chỉ có Cửu Thiên Phong chủ Phong Thập Bát, Nguyệt Thần A Lê, Tổ Long Ngạo Phong, Lưu Phong Sương, Bắc Minh Thú, hai đại sát thần. Tuy rằng từng người đều sát phạt vô song, nhưng nếu so sánh với lực lượng hùng hậu của hai đạo nhân tiên thì thực sự còn quá yếu kém không thể mạo hiểm đánh mất bất kỳ ai. Nguy hiểm rình rập trong cổ địa hoang mạc Long Môn không chỉ đến từ Long Khôi, nếu hai đạo nhân tiên có cơ hội, nhất định sẽ chấp thời cơ ám toán ma đạo. Năm đó bảy người ma đạo cùng mười mấy vạn đại quân hai đạo nhân tiên tranh giành cơ duyên quy khư, ma đạo của bây giờ lẽ nào còn không sánh được với năm đó hay sao? Từ phúc hỏi, lời của ông ấy khiến tôi và Khương Tuyết Dương đắn đo suy nghĩ. Đây chính là giá trị của tướng phá quân, thùy họa không có ở đây, ma đạo rất khó hạ quyết tâm. Ma đạo đã quen với việc có cô ấy đứng ở phía trước chống đỡ mọi thứ. Mất đi cô ấy, Ma đạo ngay lập tức không có quân hồn. Sát phá Lang Tam Tinh mỗi nơi đều có chức vụ riêng, không thể thiếu bất kỳ ai. Hiện giờ phá quân không tại vị, mệnh bàn chỉ còn vẻ bề ngoài rỗng tuếch. Các người muốn có được cái gì? Vì sao nhất quyết muốn khuyên Ma đạo tham chiến? Trầm mặc một hồi, Khương Tuyết Dương hỏi. Si Vưu và Hoàng Đế đều là nhân tổ. Nếu như Ma đạo không tham gia, một khi ý chí Si Vưu bị hai đạo nhân tiên chinh phục. Đến lúc đó không chỉ mỗi ma đạo gặp tổn hại, khí số nhân tộc cũng sẽ bị tổn thương đến gốc rễ. Tuy rằng truyền thuyết thần thoại thường xuyên mô tả Si Vưu thành hóa thân của ma thần, nhưng không thể phủ nhận, ông ta cũng một trong tam tổ nhân loại, cùng với hoàng đế, viêm đế được mệnh danh là tam tổ nhân loại. Nếu như sức mạnh ý chí Si Vưu khuất phục trước hai đạo nhân tiên, khí số nhân tộc chắc chắn sẽ rơi vào tình thế ngặt nghèo một lần nữa. Bản thân nhân tộc không thể dấn thân vào cuộc chiến cổ địa, vì thế, Từ Phúc mới muốn để ma đạo ra tay ông không sợ ma đạo giáng phục được ý chí si vưu sao? Khương Tuyết Dương hỏi, ta muốn để tạo ẩn theo chân các ngươi, hy vọng ma đạo có thể đem ý chí si vưu giao cho cô ấy. Từ phúc mỉm cười nói, ông nên hiểu rõ rằng tạo ẩn cũng là đệ tử ma đạo ta. Tôi nói, ta tất nhiên biết cô ấy kế thừa đạo tổ, lại học được đao pháp của phá quân hộ pháp thiên tôn ma đạo. Nếu như ông đã sớm biết rõ, vậy cho dù ta giao ý chí si vưu cho tạo ẩn, chẳng phải vẫn thuộc về ma đạo ta hay sao? cái này không giống nhau ta biết tạ uẩn là đệ tử ma đạo nhưng các ngươi lại không biết thân phận thật sự của tạ uẩn tạ uẩn là vong nhi mà vương phương đã chết oan để lại câu chuyện bi thương của vương phương thì tôi biết rõ nhưng thân phận của cha ruột tạ uẩn tôi không hề có thông tin gì hết nghe từ phúc nhắc đến điều này trong lòng tôi bỗng nảy sinh hiếu kỳ thân thế của tạ uẩn có lai lịch gì đặc biệt sao tôi hỏi sau này cậu tự khắc sẽ biết rõ tóm lại nếu đồng ý giao lại ý chí si vưu cho tạo ẩn thì cả hai bên chúng ta đều có lợi. Nói đến đây, từ phúc liền cáo từ rồi rời đi. Cổ địa hoang mạc long môn tạm thời vẫn chưa xuất thế, mà đạo vẫn còn thời gian đưa ra quyết định. Tuy nói còn thời gian, nhưng tôi tự khắc hiểu, mà đạo vốn chẳng có sự lựa chọn nào khác. Ma đạo không đáng để ma đạo mạo hiểm, nhưng binh chủ chiến kỳ và ý chí si vưu xứng đáng. Đặc biệt là ý chí si vưu, nhân tộc và ma đạo tuy rằng không có kết minh, nhưng khí số hai bên thực chất liên quan mật thiết với nhau. Nếu như khí số nhân tộc rơi vào cảnh tiêu vong, ma đạo đồng thời cũng gặp tổn hại nghiêm trọng. Sau khi từ phúc rời đi, ma đạo tập hợp chiến tướng bắt đầu thảo luận việc này. Yến tháp nắm rõ tình hình nhân tộc, nên tất nhiên biết tầm quan trọng của ý chí si vưu đối với nhân tộc, bèn ủng hộ ma đạo tiến vào long môn. Những chiến tướng khác cũng đồng loạt bày tỏ ủng hộ, thiên đường nằm bên trái, ma đạo nằm bên phải, với tư cách là đệ tử ma đạo, dám đối địch với cả thiên đạo, tất nhiên không sợ thử thách ở hoang mạc long môn lúc ma đạo thảo luận đi vào long môn thùy Hỏa vẫn luôn đứng bên cạnh lắng nghe từ đầu đến cuối không nói một lời đợi buổi họp kết thúc thùy họa mới hỏi tôi ma đạo có bắt buộc phải mạo hiểm đi hoang mạc long môn không ừ tôi nói mọi người có phải rất cần cô ấy quay lại cô ấy mà thùy họa nhắc tới chính là cô ấy của trước đây tướng phá quân của ma đạo thái cổ minh giới tử thần ừ tôi nhìn ánh mắt của cô ấy rồi nhẹ nhàng gật đầu nhưng mà em không biết làm cách nào mới có thể khiến cô ấy quay về thùy họa nói ngay khi cô ấy nghe về câu chuyện của phá quân cô ấy liền muốn để phá quân quay trở về bởi vì trong lòng cô ấy hiểu ma đạo cần phá quân ma đạo không thể thiếu tướng phá quân càng không thể mất đi quân hồn tuy nhiên bất luận cô ấy nỗ lực ra sao trong thức hải vẫn không tìm thấy chút ký ức liên quan đến phá quân cũng không có sự tồn tại của ma đạo tạ lan em không làm được em không thể mang cô ấy trở về Điều này không trách em được, là tự mình cô ấy phong ấn ký ức. Tôi ôm chặt cô ấy vào lòng mình, nhẹ nhàng an ủi. Nếu như cô ấy vĩnh viễn không quay về thì phải làm sao? Thùy Họa lại hỏi, không đâu, anh tin rằng cô ấy chưa từng rời đi, bởi vì cô ấy không nỡ từ bỏ đệ tử ma đạo. chương 713, Đông Hải từ biệt một Về thân phận của Tạ Uẩn, Yến Tháp đã đưa ra một suy đoán, ông ấy nói Tạ Uẩn rất có thể là người thủ hộ được nhân tộc lựa chọn, cũng giống như thân phận lúc ban đầu của ông ấy nguyên thọ của từ phúc đã không còn lại bao nhiêu, nhân tộc bắt buộc phải toàn tâm toàn ý bồi dưỡng người thủ hộ mới. Tạo ẩn là đệ tử ma đạo, làm sao nhận trách nhiệm thủ hộ nhân tộc được? Tôi hỏi, người thủ hộ không liên quan gì đến thân phận, một khi đồng ý ký kết thỏa thuận với nhân tộc, sẽ lập tức thức tỉnh sứ mệnh. Trước khi hoàn thành xong sứ mệnh, vĩnh viễn sẽ không thể quay lại quỹ đạo vận mệnh ban đầu. Ý của ông là Tạo ẩn đã ký kết thỏa thuận làm người thủ hộ cho nhân tộc. Ừ, nhưng mà cậu không cần lo lắng, thỏa thuận người thủ hộ không phải bất kỳ ai cũng có thể tùy ý ký kết thành công đâu trong này không tồn tại thỏa hiệp hay đàm phán nào hết từ phúc chọn cô ấy nhất định có lý do chính đáng để chọn mà cô ấy đồng ý ký kết tất nhiên cũng có lý do riêng của mình giữa đôi bên ắt hẳn có nhân quả to lớn tương tự như lúc ta đáp ứng làm người bảo hộ vậy lúc ấy tại sao ông lại muốn nhận trách nhiệm làm người thủ hộ tôi hỏi việc này phải kể từ lúc ta được ma đạo tổ sư thức tỉnh rồi Việc liên quan đến căn nguyên dự yến tháp và ma đạo tổ sư, tự ông ấy không nhắc đến thì tôi cũng không truy hỏi. Mãi đến hôm nay tôi mới được nghe ông kể chi tiết về những chuyện đã trải qua. Thủy kỳ lân yến tháp thức tỉnh vào đêm trước khi cuộc chiến phong thần diễn ra, do đích thân ma đạo tổ sư gọi ông ấy thức tỉnh từ phía sâu trong núi Bắc Mang. Thế nhân thường nói khi còn sống đều ở tô hàng, sau khi qua đời tốt nhất an táng tại núi Bắc Mang. Chính bởi vì nơi sinh tồn của tộc thủy kỳ lân nằm ở núi Bắc Mang, kỳ lân tiếp quản đại địa. Trong phong thủy thường dùng tượng Kỳ Lân bảo vệ nghĩa địa, an táng dưới nơi có xương cốt của Thủy Kỳ Lân không chỉ phù hợp phong thủy còn có thể bảo vệ thần hồn mãi mãi bất diệt. Giải thích Tô Hàng là viết tắt của Tô Châu, Hàng Châu. Hết giải thích, mới đầu Thủy Kỳ Lân bị chúng thần trục xuất, nói là trục xuất, thực chất là lưu đày đến vũ trụ hư không để mặc họ tự sinh tự diệt, Thủy Kỳ Lân còn sống sót ở nhân gian cũng gần như bị đuổi cùng giết tận, thần hồn hủy diệt. Yến Tháp có thể thoát được một kiếp là bởi vì lúc ấy ông vẫn chưa ra đời cơ thể mẹ sau khi chết hóa thành đỉnh núi, thần hồn của ông ấy vẫn luôn ngủ say ở sâu trong sườn núi. ma đạo tổ sư thức tỉnh yến tháp rồi truyền dạy cho ông ấy đạo tu hành, dùng sức mạnh ngôn linh giúp ông ấy hóa thành hình người. yến tháp cảm kích ân tình của đạo tổ, nguyện ý làm đệ tử ma đạo. thực ra, ngay trước khi cuộc chiến phong thần bùng nổ, ma đạo tổ sư đã sớm dự liệu được kết cục, liền bắt đầu suy tính bản kế vì hậu thế ma đạo. giống như nguyên phượng Nghi hòa trong quy khư, tổ long ngạo phong trong thiên chỉ núi trường bạch và Yến Tháp cũng là con cờ do chính tay ông ấy sắp xếp. Mà đạo tổ sư không để Yến Tháp tham dự vào trận chiến phong thần, mà đưa ông ấy đi tìm Đại Vu Vu Hiền cũng chính là người thủ hộ nhân tộc khi ấy, bảo Yến Tháp ký kết thỏa thuận làm người thủ hộ với Vu Hiền. Nội dung bản thỏa thuận là Yến Tháp phụ trách vị trí người thủ hộ nhân tộc đến tận khi nhân tộc hoàn thành việc thống nhất bốn bể, người thủ hộ nhân tộc giúp ông ấy khai thông sức mạnh của đại địa từ đó thức tỉnh huyết mạch thủy kỳ lân. Người thủ hộ nhân tộc đều là người như thế nào? Tôi hỏi đều là vu sư, mới đầu người thủ hộ nhân tộc có khá nhiều, hiện giờ chỉ còn sót lại mỗi mình từ phúc. Yến Tháp nói, cái gọi là người thủ hộ nhân tộc là đề cập đến di sản của vu sư truyền lại từ thời hồng hoang. Vu, chữ nhất cắt ngang ở phía trên ám chỉ trời, chữ nhất cắt ngang ở phía dưới ám chỉ đất, hai chữ người ở giữa là nam và nữ, đại diện cho sự tồn tại của con người giữa trời đất. Thời đại hồng hoang, vu sư khai thông sức mạnh tự nhiên đất trời, chỉ dẫn sự phát triển của nhân tộc, đối chọi với thiên tai tự nhiên, dạy con người tránh khỏi tai họa diệt phong. Lãnh đạo nhân tộc lúc ấy đều xuất thân từ vu sư, các thủ lĩnh bộ tộc như Si Vưu, Viêm Đế đều xuất thân là vu sư. Trong lúc Hoàng Đế và Si Vưu khai chiến thì thần minh thiên giới bắt đầu can thiệp vào chuyện của nhân gian, dòng dõi vu sư bắt đầu suy tàn. Bởi vì so với thần minh mà nói, sức mạnh tự nhiên mà vu sư khai thông hiển nhiên yếu kém hơn nhiều. Đến cuối thời đại hỗn loạn, thiên đạo giáng hạ tam đạo cứu thế, địa vị của vu sư càng tụt dốc không phanh, dần dần từ xã hội chính thống chuyển sang chi nhánh xa sút Đoán chữ, đoán mệnh, bói quả, trúc so khoa, vu y, nhảy đoan công đều từ vu thuật biến chuyển thành. Đạo môn trở nên chính thống, vu thuật liền bị xem là bàng môn tà đạo. Từ từ suy thoái, cuối cùng diệt phong, không còn tiếp tục tái hiện ở nhân gian. Thế nhưng, truyền thừa vu sư thật sự vốn không hề biến mất triệt đề có một dòng dõi vu sư vẫn luôn lẩn trốn trà trộn trong nội bộ nhân tộc tiếp tục duy trì truyền thừa thuần túy nhất bọn họ được xưng là người thủ hộ người thủ hộ cho rằng thần minh vốn không đáng tin bọn họ chỉ vì hấp thụ sức mạnh tín ngưỡng từ nhân tộc nên móng sinh tồn của nhân tộc dựa vào sức mạnh tự nhiên từ thiên địa vạn vật sinh thần mà không phải đến từ bố thí và chiếu cố của thần minh do người thủ hộ đối địch với chúng thần họ bắt buộc phải giấu giếm thân phận chỉ khi nhân tộc vướng phải vấn đề lớn họ mới xuất hiện soi đường dẫn lối cho nhân tộc. Chương 714, Đông Hải từ biệt 2. Ví dụ Tần Thủy Hoàng muốn nhất thống bát hoang, đằng sau có sự nhúng tay của hai vị người thủ hộ Yến Tháp và Từ Phúc. Nếu như làm theo chỉ thị của thần minh, chiến loạn xuân thu vẫn phải kéo dài thêm khá lâu, thời cuộc càng rơi vào loạn lạc thì người cúng bái thần minh sẽ càng gia tăng. Tần Thủy Hoàng thống nhất hoa hạ, chính là chống lại ý muốn của thần minh. Thần minh tuy rằng phản đối Tần Thủy Hoàng thống nhất nhân tộc, nhưng do lúc ấy vẫn còn đang trong thời đại mặt Pháp, bổn tôn chúng thần không thể trực tiếp ra tay ngăn cản, mới để Yến Tháp và Từ Phúc thừa cơ hội hoàn thành đại nghiệp thống nhất. Bản thỏa thuận người thủ hộ mà ta ký đã sớm kết thúc ngay sau khi Tần Thủy Hoàng hoàn thành sự nghiệp thống nhất rồi, chỉ là lúc ấy ma đạo vẫn chưa xuất thế, ta vẫn luôn ở trong Tần Hoàng lang mượn sức mạnh đại để tu hành nên không can dự vào chuyện ở nhân gian. Đến khi thời đại mạt Pháp chấm dứt, từ phúc xuất quan thuyết phục cao tầng nhân tộc tế bái Tần Hoàng Lăng, mời ta xuất thế. Lúc Yến Tháp xuất thế thì ma đạo vẫn ở ẩn trong quy khư, ông ấy vừa giúp nhân tộc ổn định thế cuộc vừa âm thầm chờ đợi. Mãi đến khi cuộc chiến núi Hạ Lan bùng nổ, Yến Tháp mới nhắm chuẩn lúc ma đạo cần đến ông ấy nhất mà quyết định quy vị. Ông có chiến lực đạo tổ, nhân tộc mới muốn ký thỏa thuận người thủ hộ với ông, tạo ẩn chỉ có chiến lực nửa bước thiên tôn, nhân tộc vì sao phải tìm đến cô ấy. Tôi hỏi, liên quan đến nhân quả giữa tạo ẩn và nhân tộc thì ta cũng không rõ, ta chỉ biết từ phúc đã luôn quan tâm đến cô ấy ngay từ lúc đầu, hao tốn hết tất cả tài nguyên giúp cô ấy tu hành bảo vệ cô ấy an toàn yến tháp nói thực sự nếu tôi muốn biết thì cũng dễ dàng thôi chỉ cần gọi tạ uẩn tới hỏi rõ ràng bất luận xảy ra chuyện gì thì cô ấy cũng sẽ không giấu tôi nhưng tôi không muốn làm vậy tôi tôn trọng quyết định của cô ấy yến tháp nói từ phúc chính là đại vua cuối cùng của nhân tộc chỉ đại vua mới có thể ký thỏa thuận người thủ hộ nếu như từ phúc qua đời vậy tạ uẩn chính là người thủ hộ cuối cùng của nhân tộc sứ mệnh mà cô ấy phải gánh vác tuyệt đối không hề đơn giản. Sau khi cùng Yến Tháp phân tích mọi chuyện về tạo ẩn, tôi bắt đầu điểm tướng ở quy khư, chuẩn bị cho cuộc chiến của địa hoang Mạc Long Môn. A à Lê, Ngạo Phong, Sát Thần Lâm Thanh Thủy, Ngân Hồ Bạch Vô Nhai, Thống Soái Hồ Tộc Thanh Khâu, Ám Ảnh Du Hiệp Bắc Minh Tú, Cửu Thiên Phong Chủ, họ sẽ theo tôi cùng vào hoang Mạc Long Môn tranh giành cơ duyên. Ngoại trừ những người ở đây, tôi còn dẫn theo Liễu Chi Nhung. Cô ấy có huyết mạch đại xà tương liễu, rắn thuộc họ rồng, cổ địa long môn lại là vùng đất chôn xương cự long, có lẽ ẩn chứa cơ duyên tu hành của cô ấy. Giả sử Liễu Chi Nhung đạt được thành tựu nào đó, mà đạo lại có thêm một chiến tướng cấp bậc thiên tôn. Chọn xong người tham gia, các chiến tướng bắt đầu bàn giao quân quyền, luyện tập phối hợp tác chiến. Ba người đứng đầu chiến tích sát phạt xa trường của ma đạo, Thùy hỏa và Kiêm Hà đã chiếm lấy hai vị trí. Giờ đây họ không thể tham chiến, chiến lực chủ chốt chỉ còn mỗi mình tôi. Tuy rằng Bắc Minh Tú cũng rất lợi hại, khi đấu đơn còn mạnh hơn tôi nhưng ông ấy là âm linh đắc đạo tôi lo lắng ông ấy bị long khôi khắc chế không thể phát huy thực lực tối đa mà sức mạnh hủy diệt của quỷ kiếm khi tác chiến tập thể vẫn không thể thoải mái bằng ma kiếm ma kiếm mạnh mẽ một khi rút ra sẽ không ai cản nổi vốn dĩ sinh ra vì chinh chiến nơi xa trường nếu không ma đạo tổ sư cũng sẽ không xem ma kiếm là chủ kiếm rồi dốc lòng tu luyện thái cổ tam kiếm đạo có phân biệt giữa quân thần tả sứ kiếm đạo của ma đạo tổ sư lấy ma kiếm làm chủ chốt vì thế mới có câu nói kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, một kiếm ngăn trăm vạn cao thủ. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngày cuối cùng của năm truyền ra tin tức cổ địa hoang Mạc Long môn xuất thế. Trước khi xuất phát, đệ tử ma đạo đến Đông Hải đưa tiễn tôi. Khương Tuyết Dương lo lắng cho an nguy của tôi, tôi là ma đạo tổ sư, tuy rằng bề ngoài hai đạo nhân tiên nhất định không dám ra tay với tôi, nhưng chỉ cần có cơ hội, bọn họ chắc chắn dồn tôi vào chỗ chết. Với lại, trong tương lai lúc tranh giành cơ duyên si vưu, ắt phải phát sinh xung đột. Tiên đạo giờ đây yếu thế, chưa chắc sẽ ra tay với ma đạo, nhân đạo lại có quyết tâm và thế lực tiêu diệt ma đạo. Nếu thật sự xảy ra chuyện bất chắc, cậu nhất định phải nhớ lấy an nguy của bản thân làm trọng, ma đạo không thể mất đi đạo tổ, sát phá lang cũng không thể thiếu thất sát. Cửu thiên phong chủ sẽ dốc toàn sức lực bảo vệ cậu, hứa với tôi, nếu thật sự gặp chuyện phải nghe theo sự sắp xếp của ngài ấy. Trước khi đi Khương Tuyết Dương dặn dò tôi, được, tôi hứa với cô nói chuyện với khương tuyết dương xong tôi nói lời từ biệt với thùy họa trong ánh mắt cô ấy bộc lộ sự lo lắng ngậm ngùi và muôn vàn không nỡ nắm chặt lấy tay tôi không chịu buông ra em có thể cùng đi với anh không thùy họa hỏi tôi em của trước đây tất nhiên có thể nhưng em của bây giờ tuyệt đối không được tôi nói vậy anh nhất định phải quay về hãy nhớ ước hẹn của hai chúng ta ừ anh nhất định sẽ quay về đáng tiếc tận đến khi chúng tôi rời xa khỏi tầm mắt của đệ tử ma đạo cũng không thấy bất kỳ dấu vết thức tỉnh nào của Thùy Họa. Cuộc chiến cổ địa hoang mạc long hồn đã định sẵn vô duyên với cô ấy. chương 715, ba bên tụ hợp một. Theo thỏa thuận, chúng tôi và người của khoa linh dị gặp nhau ở phủ tướng quân ly trong thành cổ huệ viễn Tây Cương. Sau khi thời đại mạt Pháp kết thúc, toàn bộ vùng đất rộng lớn của Tây Cương đã bị bỏ hoang, phủ tướng quân ly trong thành cổ huệ viễn cũng trở thành đống đổ nát. Phủ tướng quân ly là biên thành phía cực Tây trong thời lịch sử cận đại, đi thêm 500 dặm về phía tây nữa chính là phần rìa cổ địa hoang mạc Long Môn. Khi cổ địa hoang mạc Long Môn ra đời, đã khiến hàng ngàn dặm cắt đen bay che khuất bầu trời, khí đen bay lên bầu trời hóa thành hình rồng, theo lời tiên tri của người dân địa phương, được tôn xưng làm hắc phong ma long. Toàn bộ cổ thành huệ viễn hiện đã bị nhân, tiên hai đạo dựng trại đóng quân đến hàng vạn đạo binh, nhân đạo 30 vạn, tiên đạo 20 vạn. Quy mô không lớn, nhưng đều là tinh anh, cổ địa hoang mạc long môn chứa đầy oán khí, những đệ tử bình thường tham gia vào trận chiến cũng đều vô nghĩa, một khi chết, họ sẽ dễ dàng chịu ảnh hưởng oán khí lây nhiễm mà trở thành long khôi tức là con rối của rồng. Trong đó, đạo binh tinh anh của nhân đạo chỉ chiếm một phần nhỏ, phần lớn còn lại là đệ tử hộ pháp tinh anh trong hai tòa tổ đình, cùng thiên binh thần tướng từ thiên giới xuống. Lần này, tiên đạo đã lấy hết vốn liếng ra, 36 thiên cang tinh quân, 72 đại sát tinh quân đều đã đến đây, cảnh giới của những vị thần này đều ở mức viên mãn nửa bước thiên tôn, Lực chiến thực sự đã tiệm cận với Thiên Tôn. Khác với 28 tinh tú chính thần, những tinh tú này đều là binh mã của bổn bộ chiến thần Cửu Thiên Huyền Nữ, đều là chiến tướng đích hệ, hơn nữa bọn họ cũng kính nể mộ dung nguyên duệ. 28 tinh tú thì khá là tán loạn, hiện tại chỉ có Huyền Vũ thất tú ở phía bắc nể mặt của Bắc Cực Tử Vi đại đế mà sẵn sàng tuân theo mệnh lệnh điều động của mộ dung nguyên duệ, còn ba đại tinh tú còn lại ai cũng có ý đồ riêng, cho dù là Hạo Thiên thái tử ra mặt cũng chưa chắc đã điều động được. Đương nhiên nếu như mộ dung nguyên duệ vẫn là chiến thần huyền nữ của năm đó, thì 28 tinh tú không có người nào dám trái ý cô. Ngoài 36 thiên can cùng 70 địa sát tinh quân của tiên binh ra, hạo thiên thái tử còn mời cả chiến tướng cấp bậc thiên tôn từ lâu đã sống ẩn giật cùng với tứ hải long vương để giúp mộ dung nguyên duệ chiến đấu. Mộ dung nguyên duệ đã có một chiến tướng thiên tôn dưới quyền là đắc kiều công chúa, cộng thêm tứ hải long vương cùng bậc chiến tướng cấp thiên tôn và một nhóm chiến tướng long tộc cấp cao, đội quân long tộc có sức mạnh lên tới 10 vạn người. Cổ địa hoang mạc Long Môn là nơi chôn cất xương cốt của cự Long, cơ duyên cho Long tộc rất nhiều, vì vậy trận chiến này tiên đạo mới để Long tộc thể hiện hết sức mình. Ngoài các chiến tướng thiên tôn bình thường, tiên đạo còn mời một số thiên tôn mạnh nhất đến, huyền vũ thiên tôn dưới trướng của cửu thiên đáng ma tổ sư, linh xà thiên tôn, kiếm vô ngân đệ tử thân truyền của thái ất thiên tôn và các tướng lĩnh dưới trướng tử vi đại đế như thái dương tinh quân, thái âm tinh quân, vân vân. Ngoài ra còn có một cao thủ đỉnh cao thiên tôn đã chủ động nghinh chiến, một trong tứ ngự uy trấn tam giới, Tây Cực Câu Trần Đại Đế. Câu Trần Đại Đế lần này là thủ lĩnh tam quân có địa vị cao nhất trong đại quân tiên đạo, sự xuất hiện của ông ta đã thúc đẩy sĩ khí của đại quân, tuy nhiên, trong khi thúc đẩy sĩ khí đồng thời cũng gieo mầm bất hòa trong đại quân tiên đạo. Ngay cả tử vi đại đế cũng không ngờ rằng bổn tôn câu Trần Đại Đế sẽ hạ giới, trong quân không thể có hai chủ, lần này câu Trần Đại Đế hạ giới, khiến tử vi đại đế cảm thấy lo lắng thay cho mộ dung nguyên duệ. Mặc dù binh quyền vẫn nằm trong tay Mộ Dung Nguyên Duệ, nhưng nếu khi điều binh khiển tướng, câu Trần Đại Đế có ý kiến thì quân tâm sẽ rất dễ xuất hiện vấn đề. Trận chiến của địa Hoang Mạc Long Môn đối với Mộ Dung Nguyên Duệ mà nói là rất quan trọng, cô ấy có thể khống chế toàn bộ đại quân Tiên Đạo hay không đều phụ thuộc vào trận chiến này. Nếu danh nghĩa của Chiến Thần không thể chứng minh, thì nội bộ Tiên Đạo thậm chí là toàn bộ Thiên Đình sẽ bị phân mảnh, tiếp đó thì khí số của Tiên Đạo sẽ càng suy yếu. Đến lúc đó nếu Mộ Dung Nguyên Duệ muốn ổn định khí số tiên đạo, thì chỉ còn cách cùng Hảo Thiên Thái Tử trở thành đạo lữ. Lần này quân số thống lĩnh mặc dù không nhiều, nhưng lại là lần chúng thần tiên đạo xuất chiến nhiều nhất. Với tư chất của Mộ Dung Nguyên Duệ hiển nhiên còn xa mới đủ để làm chỉ huy tam quân. Chỗ dựa lớn nhất của cô ấy chính là thanh kiếm Tử Dĩnh trong tay cô. Ngoài ra chỉ còn lại cái danh tổ sư do đích thân Ngọc Hoàng chọn mà thôi. Sự vắng mặt của Câu Trần Đại Đế đã tạo cho cô rất nhiều áp lực, nhưng bây giờ ông ta đến mộ dung nguyên duệ càng cảm thấy tâm trạng nặng nề như núi. Tuy nhiên, bản thân câu trần đại đế có lực chiến sánh ngang đạo tổ, sự xuất hiện của ông ta đối với toàn bộ tiên đạo mà nói là một chuyện tốt, cho dù có dính líu đến hoa hoàng cung, ông ta cũng sẽ không chỉ khoanh tay không quản sống chết của đệ tử tiên đạo, hơn nữa trong tranh đoạt cơ duyên thì ông ta càng có phần thắng hơn. Thành Nam của cổ thành Huệ viễn do tiên đạo chiếm giữ, còn thành Bắc do nhân đạo chiếm giữ. Trận chiến tại cổ địa hoang mạc Long Môn này đầu tư đủ vốn liếng không chỉ mỗi mình tiên đạo, mà còn cả nhân đạo. 30 vạn đạo binh không phải để cạnh tranh nhân lực với tiên đạo, mà là thực sự thể hiện nền tảng của nhân đạo. Khác với tiên đạo, thống soái của nhân đạo không phải là người cầm cờ tạ Lưu Vân, mà là người có tư cách hơn ông ta, có thể nói là tượng thờ của đạo môn, là trí tôn thiên sư Trương Đạo Lăng. Tạ Lưu Vân phụ trách hoạch định chiến lược, trong khi kiếm tiên lữ thuần dương chiến đấu và sát phạt. Tiên đạo dựa vào vốn cũ của mình, Trung tướng xuất trận đều là những cao thủ kỳ cựu trong trận chiến phong thần, thiên thần, mà ba người dẫn dắt nhân đạo lần này đều là người mới từ thời kỳ mạt Pháp. Trương Đạo Lăng, vạn Pháp thần thông, có hương hỏa thịnh vượng nhất trên nhân gian, thậm chí vượt qua đạo đức thiên tôn, đổ mẫu nguyên quân và sánh ngang với Ngọc Hoàng Đại Đế. Trương 716, ba bên tụ hợp hai. Vì vậy, mặc dù bản thân Trương Đạo Lăng chỉ ở cảnh giới thiên tôn, nhưng sức mạnh thuật pháp thần thông mà ông ta đánh thức bằng sức mạnh của tín ngưỡng chắc chắn là ở cảnh giới thiên tôn đỉnh cao. Hồ phong hoán vũ, phân hình tán ảnh, hành cang bộ khí, sắc lôi khiển điện. Theo truyền thuyết dân gian, Trương Thiên Sư có thể biến hạt đậu thành binh lính và triệu thiên binh thiên tướng trên trời, thần thông thâm sâu, quỷ thần khó lường. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Trương Đạo Lăng dẫn quân, rất lâu trước khi ông ta phi thăng hàm cốc quan, nhân gian đã có ghi chép về việc dẫn quân để chinh phục lục đại yêu vương ở thư thục. Trong trận chiến đó, Trương Đạo Lăng đã bái lĩnh nhật muội bí văn do Đạo Đức Thiên Tôn truyền lại, có thể tập hợp 3 vạn 6 ngàn thần linh và 1.200 quan quân để công đánh. Sau đó, ông đến núi Thanh Thành, làm một lưu ly cao tỏa, thờ nguyên Thủy Thiên Tôn bên trái, bên phải có 36 bộ tôn kinh, 10 lá cờ tuyệt linh được dựng lên, dùng chuông gõ trống, bày bố thần binh long hổ và thi triển pháp lực. Ma vương quỷ sai đồng thanh cầu xin, hoàn toàn chịu đầu hàng, bày tỏ rằng bản thân sẽ không dám ngược đãi dân chúng nữa. Trương Đạo Lăng đã thu thập bát bộ quỷ thần, hàng phục lục thiên ma vương và tất cả lũ quỷ đều bị quét sạch. Thần kiếm của Kiếm Tiên Lữ Thuần Dương khiến cả đạo môn kinh ngạc, thần kiếm miểu miểu, ông ta có thể không có gì mà nghe được tiếng sấm. Kiếm Tiên Đông Hải ra tay, tạo ra một màn sóng to gió lớn, để mọi người thấy uy lực của Kiếm Tiên. Tương truyền, kiếm pháp của Lữ Thuần Dương đã vượt qua người thầy của ông ta là Hỏa Long chân nhân, có thể so sánh với Thái Ất Tiên Tôn của Tiên Đạo. Bây giờ Thái Ất Tiên Tôn đã ra Lữ Thuần Dương mới là thần kiếm số một được công nhận trong tam giới. Chỉ tính riêng về Tu Vi, Lữ Thuần Dương hiện tại là thiên tôn mạnh nhất, nhưng sức chiến đấu của ông ta sớm đã đạt đến đỉnh cao thiên tôn. Cái ông ta thiếu không phải tu hành lĩnh ngộ, mà là tôi luyện sinh tử, một khi Lữ Thuần Dương bước vào đà chiến tranh sát phạt, Tu Vi của ông ta nhất định sẽ từng ngày tăng lên. Mười năm mài một kiếm, sắc bén chưa từng thử. Lữ Thuần Dương là một thanh kiếm được nhân đạo mài rũa trong nhiều năm và hoang mạc long môn là nơi nhân đạo thử thanh kiếm của mình. Nhân đạo mãi vẫn trần trừ bổ nhiệm vị đạo tổ tiếp theo, nghe nói là vì đạo đức thiên tôn đang chờ Lữ Thuần Dương chứng thiên tôn. Một khi Lữ Thuần Dương đột phá đến đỉnh cao thiên tôn, không ai trong nhân đạo có thể áp chế ông ta bằng lực chiến nữa, mà ông ta cũng không cần phải hóa thân thành đạo để tìm cơ duyên trong hư không của vũ trụ, cũng sẽ có chiến lực của đạo tổ. Trên đời này không thiếu thiên tài, có một số người là vì kiếm mà sinh ra, mà có một số lại càng mạnh hơn vì sinh ra đã là kiếm. So với Trương Đạo Lăng và Lữ Thuần Dương, trình độ của tạ Lưu Vân rõ ràng là không bằng. Thành tựu lớn nhất là xuyên thủng bí ẩn của đàm Cửu Long, một ván cờ hỏng đã phá vỡ ý định của ma đạo tổ sư, đưa ông ấy thân hóa hy di, trở về cùng trời đất. Ngoài ra thì biểu hiện của tạ Lưu Vân cũng mở nhạt như của mộ dung nguyên duệ vậy. Nhân, tiên hai đạo giao chiến mấy chục năm như vậy nhưng lại chưa từng áp chế ma đạo, đường đến quy khư, cơ hội cho tạ Lưu Vân đoạt được hồn cung công, có thể nói là tôi ban cho. Đương nhiên, Nói như vậy cũng không phải là tạ Lưu Vân và mộ dung nguyên duệ vô năng, nguyên nhân chủ yếu là biểu hiện mấy chục năm qua của ma đạo quá rực rỡ, kinh người. Ma đạo tổ sư từ lâu đã lên kế hoạch cho mọi việc của ma đạo, đó là lý do tại sao tạ Lưu Vân và mộ dung nguyên duệ bị tụt lại phía sau trong mọi chuyện. Tuy nhiên, tạ Lưu Vân có một bản lĩnh mà không ai có thể vượt qua, mặc thần kiếm của ông ta không mạnh, nhưng khả năng do thám thiên cơ của kiếm lục nhậm âm dương là độc nhất vô nhị trong tam giới. Ngay cả cửu u nữ đế, người phụ trách lục đạo luân hồi cũng thua kém ông ta về mặt này cửu u nữ đế cần sự giúp đỡ của đại trận lục đạo luân hồi để do thám quá khứ và tương lai nhưng tạ lưu vân chỉ dựa vào một bộ kiếm pháp đã có thể làm được hơn nữa sau khi tấn thăng đến cảnh giới thiên tôn kiếm lục nhậm âm dương của tạ lưu vân càng thêm khó đoán có thể cảm âm dương khắp thiên hạ nhân đạo có ông ta đã đủ để đối kháng với tham lang của ma đạo và chiến thần của tiên đạo trương đạo lăng lữ thuần dương và tạ lưu vân là ba anh kiệt của nhân đạo lần này tất cả họ đều xuất chiến ở hoang mạc Long Môn, điều này cho thấy rằng cơ duyên si vưu ở hoang mạc nhân đạo phải lấy bằng được ngoài ba người này, những chiến tướng lão làng của nhân đạo cũng xuất chiến khá nhiều. Tất cả các binh lính hành quân phía trước gồm cả 9 vị hộ pháp thiên tôn đều đã vào vị trí của mình, toàn bộ ứng nguyên ngũ lôi tôn giả dưới quyền của đầu mẫu nguyên quân đều ra trận, tây nhạc đại đế trong số ngũ nhạc đại đế xuất chiến. 36 lôi tướng dưới thiên tôn, tất cả các đệ tử thân truyền của chúng thiên tôn ở hàm cốc quan, các tướng lĩnh chỉ huy quân đội cùng tổ sư của các môn phái khác nhau của đạo môn ở nhân gian. Cộng với 10 vạn lôi binh và lôi tướng từ lôi bộ và 20 vạn quân tinh nhuệ từ hàm cốc quan, quân lực của nhân đạo đóng ở cổ thành huệ viễn chỉ mạnh hơn chứ không hề yếu hơn tiên đạo. Nhân, tiên hai đạo chiếm cứ hai thành nam, bắc, trong thành chỉ để lại một phủ tướng quân y ly đổ nát nơi biên thành cho khoa linh dị nhân tộc, là nể mặt của từ phúc mà để lại. Nhân tộc sẽ không tham gia vào cuộc chiến tranh ở cổ địa, nhưng họ cũng sẽ không ngồi yên, lần này, từ phúc đích thân đến chỉ huy. Khi một đám người của ma đạo hiện thân ở cổ thành Huệ Viễn và đi về phía phủ tướng quân Y Ly, đối mặt với khí thế sát phạt từ hai đội quân của nhân, tiên hai đạo ở cả hai bên, cảm thấy như vô cùng yếu ớt. Những chiến binh lão làng đã tham gia trận quy khư thậm chí còn ném lại những cái nhìn đầy sát khí. Tôi biết họ còn nhớ nỗi nhục nhã trong chuyến đi đến quy khư, khi đó bảy thành viên của ma đạo đã nắm bắt cơ duyên lớn nhất của quy khư và biến toàn bộ thế giới quy khư làm tổ đình của ma đạo. Thời nay khác thời trước, khi đó vào quy khư là nhân, tiên hai đạo cần sự trợ giúp của ma đạo, nên mới bao dung cho ma đạo hết lần này đến lần khác. Hôm nay, ma đạo vẫn như cũ, vẫn là mấy người này đến, trong mắt họ thì chẳng khác nào đang tự tìm cái chết. chương 717, gặp lại mộ dung một Mặc dù tôi đã có kinh nghiệm giao đấu với thiên tôn, thậm chí cũng từng có một trận huyết chiến với cấp bậc đạo tổ mạnh nhất ở cổ điện núi Hạ Lan, nhưng khi tôi đi trên con đường trung tâm của cổ thành Huệ Viễn, Đối mặt với sự chú ý đến từ thần niệm thiên tôn của nhân, Tiên hai đạo vẫn cảm thấy một áp lực vô hình chưa từng có. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được thần uy của thần linh thiên giới ở khoảng cách gần, trước đó, ấn tượng của tôi về các vị thần chỉ đến từ các ghi chép của đạo tàng và truyền thuyết dân gian. May mắn thay, tôi luyện sinh tử trên chiến trường đã giúp tôi nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh vốn có. Con đường dẫn đến phủ tướng quân rất dài, dài tận 10 dặm phố. Trên đường đi, ngoại trừ uy áp thần niệm đến từ thần linh thiên tôn của nhân tiên hai đạo ném về phía ma đạo còn có sung kích sát khí của đại quân không có thủy hỏa không còn ai giúp chúng tôi che chắn sát khí của đại quân tất cả đều sẽ lần lượt đè lên chúng tôi cố gắng đẩy lùi ý chí của chúng tôi tôi có tim ma tim ma dũng mãnh không khuất phục sẽ không bị sát khí quân uy lay động a à lê đã phong thần là thái cổ nguyệt thần cấp thiên tôn mạnh nhất không sợ hãi sát khí quân uy cửu thiên phong chủ cũng như thế ngưng tụ ra thần cách của thái cổ phong ma. Hai đại sát thần càng là dũng sĩ có thể trực diện đối mặt với cái chết. Bắc Minh Tú là tổng chỉ huy của đại quân vong hồn, cũng đã quen với tác động của sát khí quân uy. Lưu Phong Sương mới chứng thiên tôn không bao lâu, dưới sự xung kích của sát khí quân uy, sắc mặt có chút khó coi. Người khó chịu nhất là Liễu Tri Nhung, mới đi được một phần ba đoạn đường dài 10 dặm, sắc mặt cô ấy đã vàng vọt, hai gò má ửng hồng. Đợi khi được nửa đường, rốt của cô ấy nhịn không được nữa, phun ra một ngụm máu tươi. Xem ra, nhân, tiên hai đạo đã hạ quyết tâm ra oai phủ đầu, cảnh cáo ma đạo rồi, liễu chi nhung vừa hộc máu, họ không những không kiềm chế, ngược lại sát khí quân uy càng thêm mạnh mẽ. Thần niệm của chúng thần thiên tôn cũng trở nên sắc bén hơn, tựa như đao kiếm mang đầy ác ý tùy ý trên thân thể chúng tôi cứ nát. Giá như chị Thùy Hòa ở đây thì tốt biết mấy. A Lê vừa nói vừa sử dụng thuật nguyệt quang để giúp Liễu Chi Nhung hồi phục thần hồn bị tổn thương. Không sao, Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, Phong Thập Bát nói, đều nói quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, nhưng bây giờ làm sao đi hết con đường dài 10 dặm cũng là một bài toán khó. Đạo Tổ, Tri Nhung đã làm xấu mặt ma đạo rồi. Sau khi hồi phục vết thương Liễu Tri Nhung nói, hay là cô hiển hóa thành bổn thể đại xà tương Liễu đi. Tôi nói, sát khí quân huy và xung kích thần niệm đã đánh thẳng vào thần hồn của Liễu Tri Nhung, nếu cô ấy hiển hóa thành cơ thể của đại xà thần hồn sẽ được ẩn giấu trong huyệt đạo bảy tắc, sẽ không dễ dàng bị lộ ra. Điều này có mất mặt ma đạo quá không? Liễu Chi Nhung ngập ngừng nói, dành không được cơ duyên mới mất mặt, bây giờ đã là gì đâu. Tôi nói, được, nói xong, Liễu Chi Nhung hét lên một tiếng đinh tai nhức óc, hiển hóa dưới thân xác của đại xà ngay tại chỗ. Tu vi đến trình độ hiện tại của cô ấy, thân thể của đại xà đã có thể tùy ý khống chế kích thước, cô ấy không hóa thành thân thể dài ngàn trượng trước mà biến thành một con rắn nhỏ dài màu xanh lục. Dựa hồ có chút thẹn thùng, ngẩng cao đầu không dám tiến lên. Tôi quỳ xuống và đưa bàn tay về phía cô ấy, giống như những gì Thùy Hỏa đã làm ở đầu thuyền biển Bắc Minh vậy, Liễu Chi nhung men theo các ngón tay của tôi mà trượt vào lòng bàn tay. Cơ thể rắn lạnh như băng lướt qua lòng bàn tay tôi, trong lòng tôi sinh ra một cảm giác kỳ lạ. Phần nhiều là thương tiếc, thương tiếc cho đệ tử ma đạo của tôi. Nhìn thấy Liễu Chi Nhung hóa thành một con rắn, bạch như xương cũng không do dự, rứt khoát hóa thành hồ ly thanh khâu lông tuần màu, nhảy vào vòng tay của Bắc Minh Tú. Khóe miệng Bắc Minh Tú không khỏi hiện lên một nụ cười dịu dàng, có lẽ chưa bao giờ cảm nhận được người yêu như vậy. Chậc chật chật, A Lê không thiện ý nhìn về Bắc Minh Tú. Sau đó, Bắc Minh Tú mới định thần lại và nhanh chóng kiềm chế bản thân, chọc cho A Lê bật cười thành tiếng. Con đường dài 10 dặm mới đi được nửa chặng đường, lại tiếp tục tiến về phía trước. Những thay đổi này của Liễu Chi Nhung và Bạch Như Sương đều lọt vào mắt của nhân tiên hai đạo, thu về ánh nhìn chế nhạo cùng diễu cợt so sánh với Đông Hải khoe kiếm năm đó của ma đạo, chúng tôi lần này thực sự có chút mất mặt, vài người ít ỏi, trông cực kỳ thê thảm. Tuy nhiên, ma đạo từ khi xuất hiện trở lại, có lúc nào không bị các cao thủ đạp dưới chân đâu. Lúc đầu, họ không đánh ma đạo, là bởi vì họ không coi ma đạo ra gì. chương 718, gặp lại mộ dung 2. May mắn thay, chúng tôi chưa bao giờ từ bỏ bản thân, từ việc bắt đầu bằng con số không cho đến khi trở về tổ đình quy khư. Từ lúc tam tinh sát phá lang bắt đầu, đến bây giờ sở hữu một nhóm chiến tướng thiên tôn, còn có cả tam đại hỗn độn thần thú khai thiên lập địa, tổ long, nguyên phượng cùng thủy kỳ lân. Đại trưởng phu, thành ra thì dễ, sĩ quân tử, lập trí khó biết bao, tôi luôn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, đi đầu đối mặt với những con mắt tò mò ác ý và xung kích sát khí quân uy. Ở cuối con đường dài, có người đi ra chặn đường tôi, là kiếm thiên Lữ Thuần Dương. So với lần trước ở Đông Hải gặp ông ta, lần này thần niệm của Lữ Thuần Dương đã có biến hóa mới còn sắc bén hơn, giống như một thanh kiếm mới rời vỏ, có khả năng soi sáng khắp thiên hạ. Thay đổi lớn nhất vẫn là thanh kiếm trong tay ông ta. Trước khi Đông Hải vào quy khư, thanh kiếm của ông ta là một thanh kiếm thuần dương trắng như ngọc, nhưng bây giờ ông ta như đang cầm trong tay một thanh thần binh vậy. Tạ Lan, trong tay Lữ Thuần Dương đang cầm thanh kiếm thanh sách. Phong thập bát bí mật dùng thần niệm truyền âm cho tôi. Có vẻ như tin đồn là sự thật, đạo đức thiên tôn thực sự đã lên kế hoạch để Lữ Thuần Dương đảm nhận vị trí nhân đạo tổ sư, thậm chí thanh kiếm thanh sách có thể triệu tập tàn hồn của hoàng hôn chư thần cũng trao cho ông ta. Lần trước ở Đông Hải, Lữ Thuần Dương đã động sát ý với tôi, lúc đó chính mộ dung nguyên duệ đã cứu tôi. Lần này, ông ta lại chặn đường của ma đạo tôi, mặc dù còn chưa bộc phát sát khí, nhưng chắc chắn là muốn ngăn chặn ma đạo tiến lên thêm nữa. Trận doanh của nhân đạo dường như không có động tính gì, chỉ có một Lữ Thuần Dương ra tay, nhưng một mình Lữ Thuần Dương đã đủ chống lại cả trăm vạn đại quân. Nếu như ngay cả ải khó như ông ta cũng không vượt qua được, vậy thì ma đạo thật sự không cần đi đến cổ địa Hoang Mạc Long Môn tranh cơ duyên gì nữa. Mấu chốt là làm thế nào để vượt qua ải của ông ta cũng là một vấn đề. Đơn đả độc đấu thì không ai trong chúng tôi là đối thủ của ông ta, ông ta sẽ không cho tôi cơ hội để mai phục kiếm hải. Nếu có quần thể vây công, thiên tôn nhân đạo làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Không chỉ là nhân đạo phô trương thanh thế, tiên đạo cũng đứng bên cạnh mà quan sát, mà đạo không thể tùy tiện được, Lữ Thuần Dương khiêu khích trần trụi như vậy, mà đạo tuyệt đối không thể dung thứ. Để ta đi, bác Minh Tú nói, để ta, tôi nói, nói xong không cho ông ấy cơ hội phản bác, trực tiếp đi về phía Lữ Thuần Dương. Đơn đả độc đấu thì tôi không phải là đối thủ của Lữ Thuần Dương, nhưng tôi có một con át chủ bài có thể chiến thắng kẻ địch. Nếu như Lữ Thuần Dương lần này vẫn sử dụng thanh kiếm Thuần Dương của mình, tôi thà để bắc minh tú lên rồi thua một ván còn hơn là đích thân ra tay nhìn thấy ông ta cầm thanh kiếm thanh sách tôi lại cảm thấy có chút tự tin rất rõ ràng sự xuất chiến của tôi khiến nhiều người cảm thấy kinh ngạc bởi vì tôi là ma đạo tổ sư nếu như tôi thua trận sẽ tuyệt đối tạo thành ảnh hưởng rất lớn với ma đạo thậm chí có thể ảnh hưởng đến cả khí số ma đạo mà không ai trong số chúng tôi có thể đối đầu trực diện với lữ thuần dương dù sao cũng thua vì vậy tốt hơn hết là nên nhường cơ hội cho người khác tạ lan không ngờ rằng hôm nay ngươi cũng có dũng khí đứng ở trước mặt ta lần trước còn có chiến thần mộ dung ra tay cứu ngươi không biết lần này cô ta có còn chống đỡ cho ngươi không lữ thuần dương nói nói đến đây ánh mắt lữ thuần dương tựa hồ vô ý lướt qua doanh trại của mộ dung nguyên duệ sau đó mộ dung nguyên duệ mặt không chút thay đổi đi ra khỏi doanh trại sao nào chiến thần mộ dung lần này cũng muốn chống lưng cho hắn sao lữ thuần dương cười hỏi sống chết của hắn liên quan gì ta tám chữ lạnh lùng đó đã xua tan ảo tưởng cuối cùng của tôi về mộ dung nguyên duệ. Lẽ ra từ lâu tôi phải biết rằng, lần trước cô ấy cứu tôi vì sợi dây nhân duyên trên đá tam sinh vẫn chưa bị cắt đứt. Giờ đây, nhân quả giữa tôi và mộ dung đã được hoàn trả hết rồi. Tuy biết điều đó, nhưng trong lòng vẫn có chút đau xót. Không quên được lời tỏ tình say đắm của cô ấy dưới chân núi Côn Lôn, không quên được cái ôm sinh tử sâu đậm ở Hải Nhãn, càng không quên được dung nhan tiên mỹ của cô ấy. Ngọc là cốt, tuyết là da phù dung là mặt liễu là tư thế thật đáng tiếc tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy cô ấy mặc tiên bào nghe thường nữa từ nay về sau thì mộ dung mà tôi nhìn thấy chỉ có thể mặc chiến giáp bởi vì tôi chỉ có thể gặp cô ấy trên chiến trường cổ thành huệ viễn rất nhỏ không thể chịu được kiếm khí của thiên tôn mạnh nhất phủ khắp trời con đường dài trước mắt rất yếu ớt không thể chịu được sự sát phạt của hình kiếm khí trận chiến này giữa lữ thuần dương và tôi chúng tôi chỉ có thể đối quyết bằng chính thanh kiếm một cuộc đối đầu cận chiến luận thành tựu kiếm đạo tôi không sâu sắc bằng ông ta dù rằng tôi đồng thời tu luyện quỷ kiếm và ma kiếm nhưng cái kiếm đạo chú trọng nhất chính là chuyên tâm đồng thời tu luyện cả hai trái lại còn phải trông trước ngó sau tôi cất công tìm tòi cơ duyên thần kiếm cũng không phải là để lấy ít thắng nhiều mà là muốn dung hợp chúng lại chỉ sau khi đồng thời thành thạo ma kiếm quỷ kiếm và thần kiếm mới có thể hóa phức tạp thành đơn giản ba kiếm hợp một thường khi xuất kiếm tôi lấy ma kiếm làm chủ thỉnh thoảng sử dụng kiếm khí bất ngờ của quỷ kiếm để thay đổi mục tiêu tấn công. Đối quyết với Lữ Thuần Dương, tôi chỉ có thể sử dụng kiếm chủ đạo của mình Ma kiếm. Ma kiếm thao thao, thần kiếm miểu miểu, trong những trận cận chiến, tôi hầu như không có cơ hội chiến thắng. Nhưng tôi biết rằng tôi nhất định sẽ qua ải, vượt qua ải của Lữ Thuần Dương mà không mất đi thể diện. Chương 719: Chiến với Lữ Thuần Dương một Gió thổi, cuốn bay những chiếc lá khô rụng đầy trên mặt đất. Vào cuối năm Đất trời trở nên lạnh lẽo hơn, đặc biệt là ở biên thành phía tây. Gió ở đây càng lạnh hơn, gió làm lay động lá cờ đỏ. Lữ Thuần Dương giống như một thanh kiếm, kiếm khí áp bức người khác. Tôi bước về phía ông ta, da thịt bị cứ đến đau nhói. "Đứng yên, nhìn thẳng phía trước, người trước đây không phải là đối thủ của ta, hiện tại ngươi vẫn không phải." Lữ Thuần Dương nói, "Ta biết, tôi nói, nếu như đã biết, cớ sao lại đâm đầu vào chỗ chết?" Lữ Thuần Dương hỏi, "Ngươi dám giết ta?" Tôi hỏi, Lữ Thuần Dương im lặng, giết tôi, thứ phải đối mặt sẽ là sự trả thù điên cuồng của ma đạo. Nguyên Phượng Tổ Sư Hy Hòa, Thủy Kỳ Lân Yến Tháp, chỉ riêng hai người này đã có thể đánh thẳng đến hàm cốc quan, chưa kể ma đạo có một nhóm kẻ điên không quan tâm đến sự sống chết. Cho đến nay, nhân, tiên hai đạo vẫn là nhân vật chính của cuộc tranh đấu. Mắt thấy tiên đạo ngày một suy giảm, nhân đạo càng ngày càng mạnh, ngay lúc này đoạn tuyệt với ma đạo cũng không phải là lựa chọn hay. Trận chiến ở núi Hạ Lan vừa kết thúc không bao lâu, độ điên cuồng của Ma đạo thì Lữ Thuần Dương biết rất rõ. Ma đạo không đánh trận trường kỳ, nếu đánh chính là sinh tử quyết chiến, không chết không thôi. Tại Đông Hải, Lữ Thuần Dương đã từng muốn giết tôi, chỉ là chưa hạ quyết tâm thôi, cái giá phải trả quá đắt. Hôm nay lực lượng của Ma đạo đã không như trước, muốn hạ quyết tâm lại càng khó. Chỉ cần không có sát tâm kiên định, trận chiến này ông ta sẽ rất khó đánh. Vì kiếm là binh khí cần sát khí nếu không có sát khí thì dù kiếm có uy lực đến đâu cũng vô dụng thậm chí tu vi kiếm pháp càng cao sẽ càng trở thành gánh nặng cho chính mình đặc biệt khi ông ta đang cầm thanh kiếm thanh sách trong tay kiếm thanh sách không dễ xuất kiếm một khi xuất kiếm ắt sẽ thương tổn mạng người không giết ta tự làm tổn hại kiếm cách thần có thần cách mà có ma cách kiếm cũng có kiếm cách kiếm cách chịu tổn hại sẽ ảnh hưởng đến uy lực thống trị của kiếm thanh sách đối với chư thần thượng cổ trong hoàng hôn chư thần từ lúc tôi đứng ra lữ thuần dương đã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan cưỡi trên lưng cọp lữ thuần dương không phải là một kẻ ngốc rất nhanh sau đó ông ta đã tự mình nghiệm ra điều này thở dài một tiếng hỏi ta có thể đổi một thanh kiếm khác không không được tôi đáp ta có thể không dùng kiếm không lữ thuần dương lại hỏi tôi im lặng sự lựa chọn này của lữ thuần dương không nằm trong dự đoán của tôi tất nhiên ông ta có thể không dùng kiếm không ai có thể ngăn cản ông ta không dùng kiếm kiếm có mạnh đến đâu, trung quy vẫn là vật ngoài thân, lực chiến thực sự đến từ bản thân của tu vi kiếm pháp. Với những thành tựu kiếm đạo của Lữ Thuần Dương, ngay cả khi không có kiếm, tôi cũng rất khó thắng được ông ta. Thấy tôi im lặng không lên tiếng, Lữ Thuần Dương khẽ mỉm cười, kiếm thanh sách biến thành một tia sáng và rơi vào tay của tạ Lưu Vân. Ông ta bỏ kiếm rồi, Lữ Thuần Dương từ bỏ thanh kiếm không sử dụng, thì toàn bộ cơ thể lại càng giống một thanh kiếm nữa. Sắc bén vô đối, kiếm khí thấu cốt, hiện giờ thì chúng ta có thể quyết đấu rồi, vẫn là câu nói kia khi ta nói ở Đông Hải, ta sẽ không giết ngươi cùng lắm là đập nát Huyền Quan mà thôi. Ngươi có thể trực tiếp lựa chọn nhận thua, bái ta làm sư phụ. Lữ Thuần Dương nói, chiến thôi. Tôi đáp, nói xong bắt đầu cởi phần bọc kiếm. Thanh Anh Hùng kiếm luôn được tôi bọc cẩn thận, đặc biệt làm từ tơ tằm ở quy khư rồi nhuộm đen. Tơ tằm rất mềm, nhưng lưới kiếm Thanh Anh Hùng kiếm lại quá sắc, tôi phải rất cẩn thận để lưới kiếm không cắt đứt tơ tằm. Khi cởi kiếm. Tôi nhớ lại lần đầu tiên cùng Thùy Họa động phòng, động tác hiện tại của tôi nhẹ nhàng như thể tôi đang cởi quần áo của cô ấy vậy. Tay tôi rất vững, mục đích của việc cởi kiếm là để ổn định tâm trạng của tôi. Đối mặt với kiếm tiên Lữ Thuần Dương, tâm trí của tôi rất dễ dàng bị dao động. Lữ Thuần Dương không nhàn rỗi lúc tôi cởi kiếm, ông ta đang lấy đà. Kiếm khí tấn công mọi người, giữa trời đất tràn ngập sát khí thê lương. Mặc dù đã rất kiềm chế, nhưng sát khí ẩn chứa trong kiếm khí vẫn dần dần thoát ra khỏi người ông ta. Lữ Thuần Dương bây giờ đã không còn nhìn thấy sự dao động của thần niệm nữa, chỉ còn lại sát khí lạnh lùng. Khuôn mặt lạnh như băng, trong ánh mắt ánh lên tia sáng như kiếm. Đợi khi tôi hoàn toàn tháo được thanh kiếm anh hùng ra, thì Lữ Thuần Dương cũng đã hoàn thành việc lấy đà. Những năm này, ông ta giống như một thanh kiếm được giấu trong hộp, giấu đi sự sắc bén chờ đợi thời cơ, cho nên không ai có thể nhìn ra sự sáng trói rực rỡ của ông ta. Bây giờ thanh kiếm đã ra khỏi hộp, gió thổi càng gấp gáp, lướt qua khu rừng, mang theo từng tràng âm thanh huyết sáo chói tai. Một chiếc lá khô rơi ngay vào giữa Lữ Thuần Dương và tôi, ngay khi chiếc lá khô lướt qua trước mắt chúng tôi cùng một lúc. Thanh kiếm anh hùng của tôi lướt ngược chiều gió, năng lượng kiếm khí hoành tráng và vô tận đều bị kìm hãm trong thân kiếm, chỉ bọc lấy thân kiếm nhưng không giải phóng ra. Cũng bởi vì điều này, nên thanh kiếm càng có tính hủy diệt hơn. Tôi tập trung toàn bộ sức lực vào một điểm, là trên chiếc lá khô. Chương 720: Chiến với Lữ Thuần Dương 2. Cùng lúc tôi xuất kiếm ra, Lữ Thuần Dương một ngón tay tạo thành thanh kiếm và đồng thời điểm vào phía bên kia của chiếc lá khô. Trong sự im lặng tột cùng, mũi của thanh kiếm gãy cách một mặt lá khô mà giao nhau với kiếm chỉ của Lữ Thuần Dương. Ma kiếm thao thao, kiếm khí điên cuồng dâng trào, tim ma đập luân hồi như trống, thức thần hoảng sợ bất an. Thanh kiếm anh hùng, không thể tiến lên cũng không thể cắt được gì, sau khi va chạm với kiếm chỉ của Lữ Thuần Dương thì đứng im bất động. Ma kiếm thao thao, kiếm khí vô tận được rót vào thanh kiếm một cách điên cuồng. Kiếm khí vô biên vô tận, thanh anh hùng kiếm lại như cái nứt nơi vực sâu vậy, bất luận tôi phóng ra bao nhiêu kiếm khí cũng có thể nuốt hết, biến tất cả thành sức mạnh hủy diệt, đọ sức với kiếm chỉ của Lữ Thuần Dương. Nếu như không phải tôi sử dụng thần binh thiên đạo, thì chỉ sợ kiếm khí đã làm thân kiếm nổ tung. Tim ma đập ngày càng dữ dội, máu trong toàn bộ cơ thể tôi dường như đang bốc cháy. Đáy mắt cũng bắt đầu ửng hồng, cổ họng có vị tanh ngọt. Không biết có bao nhiêu kinh mạch đã vỡ tung, luồng gió hồi phục trong Huyền Quan đang liều mình cố gắng tu sửa phần cơ thể bị tổn thương của tôi. Tôi nghiến răng ổn định thức thần, tiếp tục truyền kiếm khí về phía thân kiếm. Kiếm khí là do chân khí chuyển hóa, cũng liên quan đến kiếm ý, lực lượng mạnh yếu là nằm ở thành tựu kiếm đạo đạt được, còn nhiều ít vì thuộc vào tu vi thần niệm. Trước ngày hôm nay, tôi chưa bao giờ thử xem mình có bao nhiêu kiếm khí có thể dùng, tôi luôn cảm thấy rằng kiếm khí của mình là vô tận. Hôm nay tôi đột nhiên có cảm giác rằng kiếm khí của tôi vốn không nhiều nếu tôi không thể đánh bại lữ thuần dương trước khi kiếm khí của tôi cạn kiệt thì tôi chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi kiếp nạn hủy huyền quan nhưng bây giờ tôi không thể quay đầu lại kể cả việc đổi chiêu cũng không thể chỉ có thể tỉ thí kiếm khí với lữ thuần dương ngay từ đầu cuộc thi này tôi đã rơi vào thế hạ phong bây giờ tôi lại càng lún sâu hơn tuy thế vào thời điểm kiếm khí của tôi sắp cạn kiệt kiếm anh hùng đột nhiên xuất hiện một thay đổi bất ngờ phù văn màu đen trên thân kiếm như thể cảm nhận được điều gì đó bắt đầu sáng rực lên nhìn thấy phù văn sáng lên tim tôi như lỡ nhịp mơ hồ cảm thấy mình như đã bỏ lỡ điều gì đó trước đây tôi chỉ sử dụng kiếm anh hùng để giải phóng kiếm khí chưa bao giờ có tình huống phù văn được thắp sáng như thế hôm nay là lần đầu tiên và có vẻ như đây chính là uy lực của kiếm anh hùng phù văn màu đen trên lưỡi kiếm được kích hoạt bởi kiếm khí của tôi bởi vì thứ tôi phóng ra là kiếm khí của ma đạo nên thứ tôi kích hoạt cũng là phù văn màu đen của ma kiếm phù văn màu đen sau khi sáng lên chúng bắt đầu hội tụ đợi khi toàn bộ phù văn phát sáng được kết nối với nhau rồi hợp một thanh kiếm nhỏ màu đen thanh kiếm nhỏ này cũng là một thanh kiếm bị gãy hình dạng của nó hoàn toàn giống với kiếm anh hùng khoảnh khắc thanh kiếm nhỏ xuất hiện sắc mặt của lữ thuần dương ngay lập tức thay đổi ông ta sử dụng kiếm chỉ vừa phải chống lại kiếm khí của tôi vừa còn đề phòng sức mạnh hủy diệt của kiếm anh hùng Kiếm anh hùng là thanh chiến kiếm được sử dụng khi thiên đạo cùng chúng thái cổ thần ma chiến đấu với nhau, mặc dù chỉ còn lại một nửa thanh kiếm gãy, nhưng nó vẫn khó lường và không gì là không thể chạm được. Về vật liệu rèn kiếm anh hùng, Khương Tuyết Dương đã từng phân tích qua. Thanh kiếm này phải được tinh chế bởi sự kết hợp của tinh hoa thiên địa, cụ thể là huyền minh hồn thiết của thái cổ minh giới, thủy tinh thần tính của thái cổ thần giới và ma huyết ngọc tủy từ thái cổ ma giới. Thanh kiếm anh hùng được làm từ ba nguyên liệu luyện chế cao cấp nhất thiên hạ, ngay cả khi lữ thuần dương có đạo thể của thiên tôn mạnh nhất thì ông ta vẫn cần dựa vào kiếm khí để phòng ngự do đó khi kiếm khí của tôi bị tiêu hao nhanh chóng thì lữ thuần dương càng bị tiêu hao nghiêm trọng hơn tôi tôi không thể ra ngoài cũng với lý do tương tự lữ thuần dương hiện tại cũng không thể rút thân ra ngoài bởi vì thời gian chúng tôi tỉ thí đã quá lâu đồng thời khi kiếm khí của tôi cạn kiệt thì kiếm khí của ông ta cũng gần như cạn kiệt thanh kiếm nhỏ màu đen di chuyển chậm rãi dọc theo lưỡi kiếm giống như một con rắn nhỏ lười biếng từ thân kiếm lướt đến mũi kiếm, rồi ở đó bắt đầu phát ra sát khí ngùn ngụt. Như là một con rắn nhỏ há miệng và nhen nanh độc ra vậy. Sự sợ hãi trong mắt Lữ Thuần Dương ngày càng rõ ràng, ông ta nhìn chằm chằm vào thanh kiếm nhỏ màu đen kia. Cuối cùng, thanh kiếm nhỏ màu đen lướt đến cuối kiếm và khóa chặt khí tức trên huyệt khúc trì của Lữ Thuần Dương. Khi điểm huyệt khúc trì của một người, một nửa cơ thể sẽ tê liệt ngay lập tức, tiếp đó sẽ không có khả năng phản kháng hoặc chống trả gì nữa ngay thời điểm thanh kiếm nhỏ màu đen ập đến và đâm vào huyệt khúc trì trên tay ông ta. Lữ thuần dương hét lên một cách dữ dội, cơ thể bay một mạch về phía sau. chương 721, kiếm thai ma kiếm một Khi cuộc chiến đến hồi mấu chốt nhất, ông ta đột nhiên lùi lại và rút lui, phần kiếm khí khổng lồ mà tôi truyền vào thanh kiếm anh hùng không thể kiểm soát được nữa. Tiếp đó, kiếm khí từ mũi kiếm của thanh kiếm gãy trào ra ồ ạt. Ngay khi xuất hiện, kiếm khí hóa thành thủ lĩnh cự long, gầm lên hung dữ, Tiếng gầm của rồng vang lên giữa đất trời, kiếm khí dâng trào khiến những chiếc lá khô trên cảnh rung lắc mà rơi xuống. Những chiếc lá khô có màu đỏ sẫm như máu, sau khi rời khỏi cành cây, lại bị kiếm khí chém cho vỡ vụn, tung tóe trên trời như thể đang có một trận huyết vũ vậy. Cảnh tượng ngoạn mục đến cực điểm, đây chỉ là vẻ bề ngoài, tiếp theo đó, ngay lúc con đường dài 10 dặm phố rung chuyển, phiến đá xanh trên mặt đất nước ra rồi lại bị kiếm khí cuốn vụt đi. Cát bay và đá lăn, trong khoảnh khắc, trời đất rơi vào hỗn loạn. Kiếm khí cự long này còn mạnh hơn cả sáu con rồng và sức hủy diệt của nó vượt qua cả kiếm hải của tôi. Sát ý chạy dọc khắp cả con phố dài, tấn công cả hai bên như dòng sông vỡ bờ. Đại quân của nhân, tiên hai đạo thúc dục sát khí quân uy mới chống lại được uy lực sát phạt của kiếm khí cự long. Sau khi Lữ Thuần Dương bay lộn ngược, miệng liên tục phát ra tiếng rít và lộn nhào trong không trung. Khi kiếm khí cự long chuẩn bị tấn công, Lữ Thuần Dương lại gầm lên một lần nữa, toàn thân ông ta hóa thành hình dạng của một thanh kiếm, một thanh kiếm sắc bén bay lên không trung. Trong tích tắc, người đã biến mất trong đám mây, biến mất cùng với ông ta còn có thanh kiếm nhỏ màu đen của tôi, được tạo ra từ phù văn của thanh ma kiếm. Giống như một con rắn độc đuổi theo Lữ Thuần Dương, âm hồn bất tán vậy. Lữ Thuần Dương chạy trốn trong không trung, kiếm khí cự long không chịu sự điều khiển bởi thần niệm của tôi, vẫn lao về phía trước, dọc theo con đường dài 10 dặm phố kia. Ở cuối con phố dài là phủ tướng quân Y đổ nát, bên trong đó là người của khoa linh dị nhân tộc. Kiếm khí Cự Long này dường như đã ngưng tụ toàn bộ kiếm khí của tôi, uy lực của nó đã vượt qua đỉnh cao Thiên Tôn, sức hủy diệt có thể sánh với đạo tổ. Bây giờ đã hoàn toàn mất kiểm soát, người của khoa linh dị nhất định phải chịu thương vong nặng nề. Đây là một tai nạn ngoài ý muốn, một tai nạn mà không ai có thể lường trước được. Kiếm khí Cự Long cực kỳ mạnh mẽ, điên cuồng quét qua mọi thứ, tấn công tứ phía, không những không có xu hướng suy kiệt mà còn vì cuốn lấy cát đá, trở nên dữ dội hơn tôi biết rằng kiếm khí cự long sẽ gây ra một thảm kịch nhưng tôi không còn hơi sức để ngăn chặn nó cuối cùng kiếm khí cự long lao đến cổng phủ tướng quân vốn phủ tướng quân đã nát tươm chỉ còn sót vài căn phòng đột nhiên sụp đổ khói bụi bay khắp nơi tôi cho rằng ai đó trong khoa linh dị chắc chắn sẽ chết vì điều này thế nhưng tôi phát hiện ra rằng mình đã sai kiếm khí cự long đã ngừng tàn phá không phải vì kiếm khí cạn kiệt mà vì một thanh kiếm cắm chặt vào đầu rồng đây là một thanh kiếm cao quý vô song tên của thanh kiếm này là thuần quân người cầm thanh kiếm là đại vô từ phúc hóa ra không chỉ có yến tháp có sức chiến đấu đạo tổ từ phúc cũng có kiếm khí cự long nổ tung một tiếng kiếm khí mạnh mẽ chiếm lấy không gian nơi này đợi khi chiếc lá khô cuối cùng rơi xuống đất thành cổ huệ viễn trở lại yên bình không chỉ có tôi bị kinh ngạc mà cả người của nhân tiên hai đạo ai cũng không ngờ tới từ phúc lại có được lực chiến kinh người như hôm nay nhưng trận chiến này không kết thúc với việc từ phúc chảm sát kiếm khí cự long, bởi vì Lữ Thuần Dương từ khi bay lên trời đã không quay lại nữa. Mọi người ai nấy cũng nhìn lên trời xanh, tìm kiếm Lữ Thuần Dương. Nhìn thấy từ phúc dùng thanh thuần quân chảm sát kiếm khí cự long ngưng tụ từ toàn bộ kiếm khí của tôi, tôi cảm thấy yên tâm hơn một chút. Nhân tộc và ma đạo là gần gũi nhất, tôi không muốn giữa hai bên xuất hiện khoảng cách, càng không muốn vì tôi mà liên lụy đến sinh tử của những người vô tội. Sau khi bụi trần lắng xuống, từ Phúc giơ kiếm lên và rảo bước về phía tôi. Điều kỳ lạ là tôi không hề cảm thấy thần niệm uy áp ở cấp bậc đạo tổ từ Từ Phúc. Ông ta nhân đảm như khúc, hơi thở của ông ta cũng giống với lần đầu tiên tôi gặp ông ta trên phố. Thật là một kiếm khí mạnh mẽ. Từ Phúc nói, ông càng mạnh hơn, không phải ta mạnh mà là thuần quân, thuần quân, thuần quân là kiếm của nhân tộc. Thanh kiếm này có thể điều động khí số của nhân tộc hóa thành kiếm khí. Ta hiểu rồi, khó trách nhân. Tiên hai đạo và cả âm ti đều không muốn đoạn tuyệt với nhân tộc, chỉ cần khí số của nhân tộc không bị dập tắt thì kiếm thuần quân có thể giết chết đạo tổ. Thế nhưng, đánh giá từ màn trình diễn của kiếm thuần quân vừa rồi, thì khí số của nhân tộc cũng không thể tồn tại quá lâu. Tuy rằng nhân tộc mấy năm nay thành lập rất nhiều đạo quán tu hành, cùng cạnh tranh với đạo quán chúng thần, nhưng cũng chỉ có thể làm chậm lại tốc độ suy tàn, căn bản không thể thúc đẩy khí số nhân tộc. Sau khi nói chuyện với Từ Phúc, chúng tôi chuyển sự chú ý trở lại trên không. Lữ Thuần Dương có họa sát thân, Từ Phúc nói, cái gì, tôi ngạc nhiên hỏi, tôi không tin rằng thanh kiếm đen nhỏ bé lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy, tu vi của Lữ Thuần Dương cỡ nào chứ, thành tựu kiếm đạo lại càng hơn hẳn tôi. Đợi chút nữa người tự khắc biết, nếu Lữ Thuần Dương xảy ra chuyện gì, sợ là ta dùng thuần quân kiếm cũng không bảo vệ được ngươi. Từ Phúc nói, chương 722, kiếm thai ma kiếm hai. Lữ Thuần Dương chắc chắn không sai, mặc dù tôi không thích người này cho lắm, nếu có chuyện gì xảy ra với ông ta đám người chúng tôi ắt sẽ bị nhân đạo vây công nghĩ đến đây lòng tôi cũng bắt đầu căng thẳng lữ thuần dương biến mất tung tích người của nhân đạo ngày càng nghiêm trọng hơn thiên sư trương đạo lăng sắc mặt không thay đổi nhưng tạ lưu vân đã bắt đầu thi triển lục nhậm âm dương kiếm dò xét bí ẩn chín đại hộ pháp thiên tôn của nhân đạo mặt u ám như nước kiên định nhìn chằm chằm vào tôi tuy rằng bọn họ không tin lữ thuần dương sẽ thua nhưng lữ thuần dương đã lâu không trở về tôi cũng đã quét sạch mặt mũi của nhân đạo trương chân nhân đã xảy ra chuyện gì tây nhạc đại đế khương húy hỏi tây nhạc đại đế là một trong ngũ nhạc địa vị của ông ta ở hàm cốc quan ngang bằng với tứ đại thiên sư hằng nhạc trí tây nhạc hoa sơn trung hoa hai dãy thái bạch là núi phụ nhạc thần họ khương húy chuyện này có liên quan đến thanh kiếm trong tay của ma đạo tổ sư kiếm đó chính là thanh kiếm gãy của thiên đạo hơn nữa trên thân thanh kiếm được khắc phù văn về bí ẩn của tam kiếm đạo thời thượng cổ thanh kiếm truy đuổi kiếm tiên chính là hóa thành từ phù văn bí ẩn của ma kiếm trương đạo lăng tuy rằng thần sắc không thay đổi nhưng trong giọng nói lại lộ ra một tia lo lắng kiếm gấy cũng có năng lực như vậy sao tây nhạc đại đế lại hỏi kiếm của thiên đạo ngay cả khi nó bị gấy thì vẫn là kiếm của thiên đạo phù văn trên thân thanh kiếm đến từ sự hiểu biết của thiên đạo đối với kiếm đạo một khi được kích hoạt thì tương đương với việc thiên phát sát cơ Trương Đạo Lăng thở dài nói: "Vậy kiếm tiên lần này có thể bình an trở về không?" "Không thể đoán được." Ngay khi bốn chữ không thể đoán được bật ra, có một sự im lặng chết chóc. Lữ Thuần Dương là vị tướng chinh chiến sát phạt của Nhân Đạo, nếu có chuyện gì xảy ra với ông ta thì tổn thất cho Nhân Đạo sẽ là vô cùng lớn. Cửu Đại Hộ Pháp Thiên Tôn nghe thế càng thêm sát khí, Động Nguyên Thiên Tôn nói: "Nếu kiếm tiên có chuyện, hôm nay ta ắt phải giết Tạ Lan." So sánh với sự lo lắng không ngừng của Nhân Đạo, Trận doanh bên Tiên Đạo lại cực kỳ thư thả. Lữ Thuần Dương gặp nạn là điều bọn họ muốn thấy nhất, về phần phát triển tiếp theo, bọn họ lại càng muốn nhìn thấy Ma Đạo và Nhân Đạo quyết chiến, đối chọi. Khi đó Tiên Đạo sẽ ngồi trên núi xem hổ đấu, không cần đánh mà cũng thắng. Thời gian trôi qua, thanh kiếm của Tạ Lưu Vân ngày càng chậm hơn. Không chung không có dấu vết của Lữ Thuần Dương, cũng không tìm thấy thanh kiếm đen đó. Cuối cùng, đường kiếm của Tạ Lưu Vân đã kết thúc. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy vàng toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Nhất âm nhất dương vị chi đạo, âm dương bất chắc vị chi thần, cấp bách như luật lệnh, sắc. Khi chữ sắc cuối cùng xuất hiện, tam ngũ trảm tà hùng kiếm trong tay tạ Lưu Vân dung chuyển dữ dội, cơ thể ông ta trao đảo, gần như rơi ra khỏi tay. Lưu Vân sư đệ, thế nào? Trương Đạo Lăng hỏi, thuần dương sư huynh chỉ có một tia sinh cơ tạ Lưu Vân yếu ớt nói. Lời này được nói ra, doanh trại nhân đạo lại một lần nữa im lặng. Không ai ngờ rằng cuộc đấu tay đôi này sẽ có kết thúc như thế trong mắt họ ngay cả khi lữ thuần dương không sử dụng kiếm tôi cũng không phải là đối thủ của ông ta tuy nhiên thanh kiếm đen đó đã xoay chuyển tình thế không chỉ xoay chuyển càn khôn mà còn tặng cho lữ thuần dương một nạn sinh tử sát thân không thể tránh khỏi nếu không phải lữ thuần dương quá khinh địch làm sao lại có kết cục như vậy đáng tiếc bây giờ hối hận thì đã quá muộn sinh cơ ở đâu trương đạo linh lại hỏi trên người tạ lan trương đạo lăng không nói nên lời sau đó ông ta chỉnh lại quần áo rồi từng bước đi về phía tôi. Nhìn thấy ông ta đến gần, A Lê rất cảnh giác, Bắc Minh Tú cầm kiếm nghênh đón, những người còn lại cũng giống như đang đối mặt với đại địch. Tên của người, bóng của cây, tôi đã quen với Tạ Lưu Vân, khi đối mặt với lãnh đạo đạo môn trong truyền thuyết, tôi có chút khẩn trương. Trương Thiên Sư của núi Long Hổ, tất cả những lá bùa trên thiên hạ đều có tên của ông ta để phát huy hiệu lực. Có thể so sánh với Bắc Cực Tử Vi Đại Đế của Tiên Đạo, Cửu Thiên Đãng Ma Tổ Sư, chỉ có từ phúc là vẫn bình tĩnh, như thể đã đoán trước được Trương Thiên Sư sẽ đến. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Trương Đạo Lăng gặp qua ma đạo tổ sư. Trương Đạo Lăng và tôi chào hỏi nhau với lễ nghi cùng vai vế, trông thì có vẻ bình thường, nhưng trên thực tế, đó là sự tôn trọng lớn nhất đối với tôi. Tôi tuy rằng mang danh ma đạo tổ sư, lại còn là một phàm nhân mới ở nhân gian sống mấy chục năm, mà trong số phàm nhân, ai lại có thể khiến Trương Đạo Lăng hành lễ. Ngay cả thiên tử cửu ngũ trí tôn cũng không có tư cách này phúc sinh vô lượng thiên tôn, tạ lan gặp qua trương thiên sư. Tôi đáp, vẫn xin đạo tổ để lại một tia sinh cơ cho thuần dương. Trương đạo lăng nói, ta phải làm thế nào? Mở thần đình, tiếp dẫn kiếm thai ma kiếm vào huyền quan. chương 723, thai kiếm sơ thành một Kiếm thai, hay còn được gọi là kiếm quả, kiếm hoàn bên trong đạo tàng không có quá nhiều thông tin về kiếm thai, chỉ lắt nhất vài câu. Người mang kiếm thai, dùng hình làm kiếm, hữu hình vô thực, Kiếm thai không giống kiếm linh, kiếm linh là do thần kiếm thông sinh mà sinh ra, có liên quan đến kiếm. Mà kiếm thai lại vì kiếm khí thông linh cảm ứng sinh ra, kết hợp với kiếm ý, chỉ liên quan đến người tu hành kiếm đạo. Không thể nghi ngờ gì nữa, kiếm thai là sản vật trong mơ của mỗi một người tu hành kiếm đạo. Tuy rằng có kiếm thai hay không cũng không có ảnh hưởng quá lớn đến chiến lực, nhưng mà sự tồn tại của kiếm thai có thể giúp con đường tu hành kiếm đạo không còn hư vô mờ miệt nữa, tốc độ tu hành có thể nhanh chóng tăng lên điểm này đối với tôi mà nói vô cùng quan trọng bởi vì thời gian tu hành của tôi so với chúng thần thiên tôn thì thật sự là quá ngắn ngủi kiếm đạo khó thành cho dù tôi có mộ tính cao hơn nữa cũng không thể nào luyện xong trong một sớm một chiều trương thiên sư không phải tôi đang tự coi nhẹ mình nhưng với đạo nghệ hiện tại của tôi căn bản không thể hình thành kiếm thai có phải là ngài nhìn lầm rồi không tôi hỏi đương nhiên cậu không làm được nhưng mà ký hiệu ma kiếm trên thanh anh hùng chi kiếm trong tay cậu có thể trương đạo lăng nói Ký hiệu ma kiếm vốn là vật chết, sao nó có thể làm được? Tôi lại hỏi tiếp, anh hùng chi kiếm là đoàn kiếm của thiên đạo, ký hiệu trên đó cũng là do chính tay thiên đạo khắc lên, có chứa thần niệm bất diệt của thiên đạo để lại, một khi bị kích hoạt liền có thể tự động hấp thu kiếm ý, ngưng tụ kiếm thai. Tôi nghe xong trong lòng liền kinh hoàng, ngàn vạn lần không ngờ đến còn có thể xảy ra loại chuyện này. Kiếm thai khó thành, dù là lữ thuần dương thì đến hiện tại cũng chưa thể kết thành kiếm thai thần kiếm. Đương nhiên việc này cũng có liên quan đến bản thân ông ấy không muốn kết thành kiếm thai, Lữ Thuần Dương là kỳ tài ngút trời, rất tự cao, con đường ông ta hướng đến là muốn dùng thân hóa kiếm. Nếu đã tính toán muốn dùng thân hóa kiếm, thì đương nhiên không cần hao phí tâm tư đi kết kiếm thai. Kiếm thai này không phải vật thuộc sở hữu của tôi, để nó nhập huyền quan, tôi sợ sẽ bị nó cắn trả. Tôi nói, linh thức thần niệm của thiên đạo đã sớm tiêu tán, nếu không thì cậu không thể dùng thanh kiếm này được trước mắt cái mà kiếm thai cảm ứng được là kiếm khí ma kiếm của cậu đương nhiên thuộc về cậu trương đạo lam hai mắt sáng rực nhìn tôi nói tôi vẫn có chút do dự kết kiếm thai vốn là một chuyện rất nguy hiểm nhất là khi dẫn kiếm thai nhập huyền quan hơi không cẩn thận liền có thể dẫn đến nguy cơ huyền quan bị phá vỡ có rất ít người dám mạo hiểm như vậy cũng giống như thời đại mạt pháp trước kia có rất ít người dám ngưng tụ nguyên thần nhưng mà tôi thật sự rất thiếu thời gian tu hành Kiếm thai đối với tôi mà nói là một lần mạo hiểm lớn cũng là một lần cơ duyên lớn. Tôi quay đầu nhìn Bắc Minh Tú, cái hắn tu là quỷ kiếm, từ khi Trương Đạo Lăng nói hắc kiếm của tôi là kiếm thai thì mắt của hắn liền bắt đầu tỏa sáng. Bắc Minh tướng quân, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Tôi hỏi thẳng hắn, cược một lần chưa chắc đã thua. Bắc Minh Tú trầm giọng nói, cược một lần chưa chắc đã thua. Phong thập bát nói, ừm, um, anh Tạ Lan, em cũng cảm thấy cược một lần chưa chắc đã thua. A à Lê nói, Tán Thành, Ngạo Phong nói, "Được rồi, đúng là một đám người điên, mọi người không sợ kẻ làm đạo tổ như tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao?" Tôi cười khổ hỏi họ, "Cho dù cậu không làm vậy thì nhân đạo cũng sẽ không bỏ qua chúng ta." Bắc Minh Tú nói, "Ừm, um, ông nói đúng, lòng tôi cũng rõ ràng, trốn tránh chưa chắc đã thoát được, đối mặt chưa chắc đã khó thoát." Nói xong những lời này, tôi quay đầu nói với Trương đạo lăng, "Ngài phải hộ pháp giúp tôi, sau khi sự việc hoàn thành, nhân đạo không thể ngăn cản ma đạo tôi vào cổ địa hoang mạc long môn. Được, Trương Đạo Lăng nói, thấy ông ta đáp ứng, tôi liền chuẩn bị để kiếm thai nhập huyền quan. Đám người Bắc Minh Tú tuy rằng lúc nói thì nhẹ nhàng, nhưng khi thấy tôi thật sự muốn dẫn thai nhập huyền quan thì thần sắc người này so với người kia lại càng căng thẳng. Bản thân tôi ngược lại không thấy sợ hãi, bởi vì tôi đã quen rồi. Núi không minh tôi tự hủy huyền quan cũng không chết, thần hồn rời cơ thể cũng không chết, lần này tôi tin rằng tôi cũng có thể bình an cược thắng. Đây không phải tự tin mù quáng mà là một loại tín niệm, một loại tín niệm được thành lập dựa vào mệnh bản sát phá lang tam phương tứ chính không thể nghịch chuyển. Cho dù làm bất cứ chuyện gì, cũng phải có tự tin với bản thân, có tự tin mới có cơ hội thắng. Chương 724, thai kiếm sơ thành hai. Thiên cực cao sử vẫn không thấy bóng dáng của Lữ Thuần Dương, cũng không biết hắn đã bị kiếm thai truy sát đến nơi nào rồi thật ra nếu như không phải Lữ Thuần Dương hao tổn kiếm khí quá nhiều thì kiếm thai không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì cho hắn. Nhưng ngặt nỗi hắn quá chủ quan, mới để kiếm thai có cơ hội khóa chặt khí cơ, kiếm khí đã không còn không cách nào đối kháng với kiếm thai được, nên mới bị kiếm thai truy sát đến không thấy bóng dáng. Tôi cắn rách ngón giữa, đem máu bôi lên phía trên anh hùng chi kiếm. Hiện tại trên thân kiếm đã không còn ký hiệu của ma kiếm nữa, chỉ còn ký hiệu màu vàng đại diện cho thần kiếm và ký hiệu xanh lam đại diện cho quỷ kiếm. Kiếm thai này tuy rằng ngưng tụ thành từ kiếm khí của tôi, nhưng lại chưa từng bị tôi dùng thần hồn tế luyện qua, không chịu nghe theo sự triệu hoán từ thần niệm của tôi, chỉ có cảm ứng với anh hùng chi kiếm, anh hùng chi kiếm mới là mẹ của nó. Máu bị thân kiếm hấp thu, anh hùng chi kiếm sinh ra cảm giác huyết mạch tương liên. Cũng ngay lúc này, tôi nâng kiếm hướng lên trời, đồng thời mở ra huyệt thần đình, hét lớn, thiên địa canh kim, vạn kiếm bản căn. Ma kiếm thao thao, đều xuất phát từ tim ta, thần hồn làm niệm, dùng máu tươi tế, nghe lệnh triệu hoán của ta, kiếm thai quay lại. Tiếng nói phát ra, mới đầu màn trời chẳng có dị tượng gì. Tiếp đó ở thiên cực cao sử xuất hiện một điểm đen nhỏ, điểm đen xẹt qua trời xanh hóa thành một tia sáng đen, tôi biết đây chính là kiếm thai ma kiếm của tôi. Nó cảm nhận được sự triệu hoán của tôi, quay về từ bên ngoài cửu thiên. Thoáng chốc, kiếm thai đã đến trước mặt tôi, lơ lửng phía trước huyệt thần đình của tôi. Chậm chạp không chịu vào, mũi kiếm rung rung, rung nhẹ, qua lại giữa huyệt thần đình của tôi và thân anh hùng chi kiếm khí tức của kiếm thai vốn không mạnh, ký hiệu ma kiếm cũng không dùng bao nhiêu kiếm khí ngưng tụ ra nó, phần lớn kiếm khí đều hóa thành kiếm khí cự long có chiến lực có thể so với đạo tổ. Ký hiệu ma kiếm bị kích hoạt cần mật độ kiếm khí chứ không phải số lượng kiếm khí chó thể nhìn ra, nó vẫn rất muốn quay về phía trên anh hùng chi kiếm, đó là mẹ của nó, nó có thể cảm nhận được khí tức đồng loại, ký hiệu quỷ kiếm và ký hiệu thần kiếm đều đang triệu hoán nó. Trong lúc nó đang lung la lung lay ý đồ muốn nhập vào thân kiếm, Trương Thiên Sư đột nhiên tế ra một lá thần phù, dán lên thân anh hùng chi kiếm. Thần phù che đậy khí tức của anh hùng chi kiếm, lần này kiếm thai đã không còn lựa chọn khác, mũi kiếm nhắm thẳng vào huyệt thần đình của tôi, hóa thành một ánh sáng đen nhập vào bên trong. Kiếm thai vừa vào huyền quan, chỉ nghe một tiếng chấn động ầm ầm mạnh mẽ, cả một không gian huyền quan đều bắt đầu rung động. Thật không ngờ đến, hắc kiếm nhỏ bé như con rắn lại có thể khiến huyền quan của tôi chấn động lớn đến như thế. Màn trời của huyền quan bị xé nát, mặt đất chấn động dạn nứt đến cả cờ chiêu hồn lạnh lùng phảng phất như từ cổ trí kim đều không hề động đẩy cũng sinh ra cảm ứng bay phấp phới thân thể tôi choáng một cái vội vàng khoanh chân ngồi xuống đất để mặc hắc kiếm đâm loạn trong huyền quan của tôi tôi ổn định tâm thần đóng huyệt thần đình lại đây là giai đoạn cấp bách nhất tôi của hiện tại không có chút lực phòng ngự nào đối với thế giới bên ngoài hết bắc minh tú a lê bọn họ đều đang tập trung tinh thần bảo vệ tôi từ phúc cũng nắm chặt kiếm thuần quân trong tay sự trùng kích bên trong huyền quan càng lúc càng kịch liệt kiếm chính là vật sát phạt dù kiếm thai có do tôi tạo thành thì phần sát cơ này cũng là bản thân nó vốn có căn bản không thể khống chế được nếu như tôi có thể thu phục kiếm thai mới xem như chân chính thuộc về tôi nếu như không thể huyền quan bị diệt kiếm thai cũng theo đó mà biến mất đoạn thời gian này rất khó qua huyền quan bị trọng thương liên lụy đến thần niệm của tôi tôi giống như là đang ở trên núi đao lại giống như đang chịu nỗi khổ vạn kiếp lăng trì Mối hung hiểm huyền quan bị phá, kiếm thai có thể phá xác mà ra bất cứ lúc nào. Mỗi một giây đều phải chịu dày vò, điều duy nhất khiến tôi cảm thấy may mắn là huyền quan của tôi đủ rộng cũng đủ cứng cỏi. Công kích hủy diệt như cuồng phong bão vũ của kiếm thai không thấy dấu hiệu dừng lại, đau đớn của tôi cũng dường như không nhìn thấy kết thúc. Chỉ có thể nhắm mắt lại yên lặng chống chịu, ngũ cảm lục thức tự động phong bế, thần thức lâm vào hôn mê. Không biết đã qua bao lâu, khi tôi tỉnh lại lần nữa, huyền quan đã trở lại trong sáng như trước kiếm thai ma kiếm lơ lửng ở giữa huyền quan của tôi cờ chiêu hồn ở phía trước bản thể đã phát sinh biến hóa hiện tại nó dài khoảng bằng cây thước giống như thanh anh hùng chi kiếm trong tay tôi vậy tạo hình cũng giống vậy đều là đoàn kiếm dựa theo ý niệm của tôi vừa chuyển động kiếm thai xuất hiện biến hóa tương ứng thấy vậy tôi liền biết kiếm thai ma kiếm này rốt cuộc cũng thuộc về tôi rồi có được kiếm thai ma kiếm tốc độ tu hành ma kiếm của tôi sẽ được tăng lên nhanh chóng đợi đến khi tôi phục hồi kiếm thai hoàn chỉnh cũng chính là ngày ma kiếm đại thành. Đáy lòng thả lòng, tôi để thức thần quay về thân thể, mở hai mắt ra. Lọt vào mắt đầu tiên chính là gương mặt phẫn nộ đến cực điểm của Lữ Thuần Dương, sát ý trần trụi không thèm che giấu chút nào. Thân hình hắn vô cùng chật vật, đạo bào trắng như tuyết bị tàn phá khắp nơi, phát quan cũng đã bị đứt, cả đầu đầy tóc đen tán loạn trên vai. Chương 725, thân phận của Tạ Hoẩn 1. Kiếm tiên Lữ Thuần Dương là sự kiêu ngạo của nhân đạo tương lai sẽ là đạo tổ của nhân đạo. Đây là một người đứng trên đỉnh cao của chúng sinh có được chiến lực có thể so với đạo tổ. Lần này là do hắn chủ động khiêu khích ở trước mặt hai đạo quân nhân tiên và chúng thần thiên tôn nói muốn quyết chiến với tôi. Lớn miệng nói muốn phá hủy huyền quan của tôi, cuối cùng lại bị ma kiếm đuổi giết phải chạy trốn đến bên ngoài tầng cửu thiên. Cơ hội tránh thoát duy nhất cũng là do Trương Đạo Lăng tự mình cầu tôi mới có. Đối với Lữ Thuần Dương mà nói, đây là một sự sỉ nhục. Không ai có thể chịu được loại sỉ nhục này. Lữ Thuần Dương đương nhiên cũng không thể. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì tôi đã nhập luân hồi vô số lần. Tự mình bảo trọng, Lữ Thuần Dương nhìn chằm chằm tôi nửa ngày, để lại bốn chữ rồi quay người rời đi. Ẩn ý rất rõ ràng, hắn muốn tôi giữ kỹ cái mạng này để hắn tự tay đến lấy. Không từ có viết, có qua mà không có lại thì thật là phi lễ. Vậy nên tôi không thể để hắn dễ dàng rời đi như vậy được, tôi gọi lớn tên của hắn, Thuần Dương đạo hữu xin dừng bước. Lữ Thuần Dương đứng lại, sau này đừng bao giờ kiêu căng tự đại nữa, lần này có Trương Đạo Lăng cầu tình giúp ông, lần sau chưa chắc sẽ lại có người giúp ông cầu tình nữa đâu." Tôi bình tĩnh nói, Lữ Thuần Dương nghe thấy vậy liền nổi giận, cả đầu đầy tóc đen bay phấp phới lên trời. Đáng tiếc là hiện tại hắn không thể động thủ, trừ phi một chút mặt mũi cuối cùng hắn cũng không cần. Thân là đạo tổ tương lai của Nhân Đạo, không còn mặt mũi là một chuyện rất nghiêm trọng. Hắn đã nhận thua rồi, người cần gì phải dùng lời nói sỉ nhục hắn nữa? Trương Đạo Lăng thở dài một hơi nói, có phải Trương Thiên Sư định nói, hắn sẽ động thủ với tôi ở cổ địa Hoang Mạc Long Môn. Tôi hỏi, Trương Đạo Lăng trầm mặc, có đôi khi trầm mặc chính là một loại thái độ, dù tôi không nói câu đó thì Lữ Thuần Dương liệu có bỏ qua cho tôi. Hay là ông cảm thấy người của Ma Đạo sợ chết? Trương Đạo Lăng bị tôi dùng ngôn ngữ ép hỏi, sắc mặt lạnh xuống. Nhưng cuối cùng vẫn là thiên sư truyền kỳ của đạo môn, đạo tâm ổn định, rất nhanh liền bình tĩnh lại liếc nhìn tôi thật sâu rồi quay về trận doanh của nhân đạo. Trận đấu so tài lần này với Lữ Thuần Dương đã kết thúc. Làm nhục kiếm tiên, có được kiếm thai, ngoài mặt thì thấy ma đạo đã chiếm thế thượng phong, tôi cũng đã kiếm được danh tiếng. Nhưng mà tôi biết lần này tôi đã trêu chọc phải kẻ địch mạnh nhất trong đời mình. Nói hắn là nam nhân nguy hiểm nhất trong tam giới cũng không có gì quá đáng. Thần kiếm miểu miểu, ở nơi hoang vắng chính là một đảo sấm xét kinh người. Một khi tiến vào cổ địa hoang mạc Long Môn, Lữ thuần dương có thể phát ra công kích trí mạng đối với tôi bất cứ lúc nào trong ba loại kiếm đạo thái cổ thì thần kiếm có khoảng cách công kích xa nhất đến khi người bị giết rồi vẫn chưa biết được kẻ ra tay ở nơi nào kế tiếp chúng tôi theo từ phúc tiến vào phủ tướng quân y lê phủ tướng quân đã hoang tàn đến mức không còn hình dáng gì nữa chỉ có một gian phòng phía sau hậu viện vẫn còn được bảo tồn hoàn hảo tạo ẩn đang ở bên trong gian phòng đó trong tay cầm một thanh đao nhiều năm không gặp dáng vẻ của cô bé vẫn không thay đổi, chỉ là bím tóc đuôi ngựa đã biến mất mà thay bằng mái tóc ngắn. Khuôn mặt tạo ẩn nhu hòa, cho dù có cắt tóc ngắn thì cũng không thể oai hùng hiên ngang như Thùy Họa được, thậm chí còn có chút đáng yêu. Đáng tiếc, nếu như có người nhìn thấy thanh đao của cô bé, tuyệt đối sẽ không cảm thấy cô bé đáng yêu nữa. Có đôi khi người đáng yêu lại chính là người đáng sợ nhất. Nhìn thấy tôi, tạo ẩn đứng dậy hành lễ với tôi. Tôi là sư phụ của cô bé, lúc trước cô bé thấy tôi phải quỳ xuống dập đầu hành lễ đệ tử lần này tuy rằng cô ấy đứng nhưng chỉ hơi hơi cúi đầu xuống đến cả lưng áo cũng không hề cong lại tạo uẩn bái kiến ma đạo tổ sư tạo uẩn nói tạo uẩn hôm nay người dùng thân phận gì gặp ta tôi hỏi người bảo vệ của nhân tộc được ta hiểu rồi nếu như cô bé dùng thân phận là người bảo vệ của nhân tộc gặp tôi thì đương nhiên không cần hành đại lễ người bảo vệ nhân tộc cần bảo vệ cả một nhân tộc đại biểu cho khí số của nhân tộc nếu như cô ấy cúi đầu đồng nghĩa với cả nhân tộc cúi đầu. Tạ Lan, tạo ẩn đại biểu cho tương lai của nhân tộc, lần này theo ma đạo vào cổ địa hoang mạc Long Môn, xin cậu hãy chiếu cố nhiều hơn. Từ Phúc nghiêm túc nói, ta biết rồi, tôi nói, nói đến cổ địa hoang mạc Long Môn, Từ Phúc bắt đầu giảng giải về thuộc tính chiến lực của Long Khôi. Bên trong cổ địa hoang mạc Long Môn không chỉ có một loại Long Khôi mà có đến bốn loại. Ở thời Hồng Hoang Thượng Cổ, Cự Long có rất nhiều nhánh, đa số hồn của cự long đều đã bị thời gian nuốt chừng, chỉ còn tồn tại lại bốn loại oán niệm hắc ám long hồn, lần lượt là hắc diệu cự long, băng xương cự long, thị huyết cự long, vệ hồn cự long. Có bốn loại cự long liền có bốn loại long khôi. Hắc diệu cự long có lực phòng ngự rất mạnh, long lân không thể phá vỡ được. Hắc diệu long khôi do hắc diệu cự long hóa thành cũng có sự mạnh mẽ như vậy, mặc vào thiết giáp long lân, chiến lược tầm trung nhưng muốn giết chết bọn chúng thì lại rất khó khăn chương 726, thân phận của Tạ uẩn 2. Hắc diệu long khôi có số lượng nhiều nhất, sở trường là bày trận vây giết, nếu như bị bọn chúng vây lấy, thiên tôn cũng rất khó đột phá vòng vây bởi vì cổ địa hoang mạc long môn không cho phép ngự không phi hành cũng không thể sử dụng thuật pháp không gian. Băng xương cự long tôi từng gặp qua, cái mà ngạo hàn ngưng tụ chính là thân thể của băng xương cự long, băng xương cự long có kết giới phòng ngự mạnh mẽ, còn có thể phun ra tử vong xương giá đông cứng hết tất cả mọi sinh sinh. Băng xương long khôi kế thừa đặc tính của băng xương cự long, mặc vào áo giáp hàn băng dùng vũ khí hàn băng tác chiến, một khi bị đánh trúng máu huyết sẽ bị đông lại mất đi năng lực hành động. Thị huyết cự long là loại khó đối phó nhất trong tứ đại cự long thời thượng cổ, bởi vì nó có được tốc độ nhanh như tia chớp, tàn nhẫn, khát máu, chỉ cần cảm giác đến sự tồn tại của mùi máu sẽ điên cuồng triển khai công kích. Thị huyết long khôi cũng có tốc độ nhanh như vậy, lướt nhanh như gió, còn có thể hạ lời nguyền máu tươi cho kẻ sống người bị chúng lời nguyền sẽ bị mùi máu vây quanh trở thành cái bia ngắm của tà ác long khôi bị chúng điên cuồng công kích tập thể phệ hồn cự long đúng như cái tên có thể trực tiếp dùng thần hồn làm thức ăn phệ hồn long khôi tồn tại ở trạng thái hư vô có thể âm thầm lặng lẽ tiếp cận mục tiêu một khi bị bọn nó nhập vào người thì nó sẽ bắt đầu hấp thu thần hồn của người sống phệ hồn long khôi có tính khắc chế mạnh nhất đối với đại quân vong hồn của ma đạo đại quân vong hồn của ma đạo nếu như gặp phải phệ hồn long khôi âm thân không vững chắc đây hoàn toàn là một trận đánh không cân sức, chúng có thể đánh thắng đại quân dễ như trở bàn tay. Cả một cổ địa hoang mạc long môn có đến 10 vạn long khôi, đồng thời còn có vô cùng vô tận oán khí long hồn, một khi có người sống chết đi liền có thể nhanh chóng sinh ra một long khôi mới, cả một cổ địa hoang mạc long môn đã bị si vưu nguyền rủa biến thành một mảnh đất nguyền rủa. Tư phúc nói, chẳng lẽ oán khí long hồn ở đây không thể nào tịnh hóa được sao? Bác Minh Tú hỏi, chỉ có một người có thể tịnh hóa oán khí long hồn ở đây. Từ Phúc nói, ai, tạo Uẩn, đây cũng là nguyên nhân tôi để cô ấy theo các người đi vào cổ địa hoang mạc long môn. Tại sao chỉ cô ấy mới có thể tỉnh hóa? Tôi nhìn tạo Uẩn một cái, đợi đến khi cậu thấy được ma đao của si vưu cậu sẽ hiểu ra thôi, trước đó thì đừng hỏi, thiên cơ bất khả lộ. Từ Phúc vẫn không chịu nói với tôi chân tướng, tôi nhìn về phía tạo ẩn phát hiện cô ấy cũng đang nhìn tôi. Thần sắc mang vẻ do dự và dẫy ruộ rồi lại cắn chặt môi bảo trì trầm mặc. Thiên cơ bất khả lộ, Câu nói này là nhằm vào tạ Lưu Vân và tử vi đại đế. Thân thế của tạ Uẩn trước mắt chỉ có từ phúc và bản thân cô ấy biết, một khi tôi cũng biết như vậy tạ Lưu Vân và tử vi đại đế sẽ dựa vào các loại thủ đoạn khác nhau nhìn thấu huyền cơ. Mười vạn long khôi, hoàn toàn có thể nghĩ đến mức độ tàn khốc của trận chiến này, chẳng trách hai đạo nhân tiên có thể phát động nhiều tinh nhuệ đến như vậy, đây căn bản chính là trận thế mà khi đạo môn quyết chiến mới có. Từ phúc nói hai đạo nhân tiên ngày mai sẽ xuất quân. Còn với ma đạo, Tôi quyết định đợi thêm vài ngày nữa, tới khi hai đạo nhân tiên hoàn toàn vào trong chiếm cứ rồi chúng tôi mới vào. Lữ Thuần Dương đã động sát tâm với tôi không thể không phòng. Ngày thứ hai, đội quân của hai đạo nhân tiên bắt đầu xuất phát hướng vào cổ địa hoang mạc Long Môn, giống như là đã có thương lượng từ trước, họ lần lượt tiến vào từ hai cửa nam và bắc của cổ địa hoang mạc Long Môn. Đợi sau khi họ hoàn toàn tiến vào, Từ Phúc dẫn người của khoa linh dị đi khỏi thành cổ huệ viễn để tạo ẩn ở lại. Từ Phúc vừa đi tạo ẩn càng thêm trầm mặc. Cô luyện đao một mình, đao pháp vẫn là thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn quyết của phá quân nhưng hiển nhiên là đã có thể ngộ của riêng mình. Đao của phá quân thắng ở sự dứt khoát trước giờ chưa từng có, mà đao của tạo ẩn ngoại trừ dứt khoát còn có một cỗ bá khí có thể chém hết sạch thương sinh. Loại bá khí này so với quân uy của Thùy Hỏa còn mạnh mẽ hơn. Tạ Lan, nhìn ra chưa? Phong thập bát hỏi tôi. Ừm, um, đao của Thùy Hỏa suy cho cùng không thể rời khỏi chiến trường, là đao pháp của tướng phá quân. Nhưng đao của tạo ẩn không phải, đao pháp của cô ấy là đế vương chi đao tôi nói đúng vậy nếu như từ phúc không ở đây thì nhân loại bắt buộc phải có người đứng đầu của mình ta chỉ là cảm thấy kỳ lạ bá khí đế vương của cô ấy từ đâu mà đến cô đừng hỏi tôi tôi cũng không biết lúc tôi quen biết cô ấy cô ấy vẫn còn là một tiểu anh linh xem ra là sự truyền thừa bên trong thần hồn từ phúc thức tỉnh số mệnh của cô ấy tôi có thể mơ hồ đoán được phong chủ đừng nói tôi không để phong thập bát nói hết lời thật ra tôi cũng có thể đoán được. Từ phúc nói chỉ có tạo ẩn mới có thể tịnh hóa được oán khí long hồn, bên trong cổ địa hoang mạc long môn, còn nhắc đến ma đao. Như vậy xem ra thân thế của tạo ẩn căn bản không cần đoán nữa. Tôi rất trông đợi vào biểu hiện của tạo ẩn trong tương lai, dù cho hiện tại cô ấy đã không phải là đệ tử ma đạo nữa. chương 727, Trời Diệt Chúng Sinh một Chúng tôi ở bên ngoài đợi thêm 5 ngày mới từ sườn đông tìm được một lối vào cổ địa hoang mạc long môn. Cổ địa tách biệt với thế gian, bị một tầng xương mù hư không bao phủ giống như quy khư vậy. Hai đạo nhân tiên có sát khí quân uy của đại quân có thể trực tiếp xông vào, còn chúng tôi muốn tiến vào phải tìm kiếm chỗ mỏng nhất của xương mù hư không phá vỡ cấm chế. Sau khi tiến vào chúng tôi xuất hiện ở bên trong một thế giới tà ác quỷ dị. Bầu trời xám xịt, mặt đất đen tối phủ đầy những vết nứt khe rãnh. Ánh sáng trầm thấp mơ hồ không phân biệt được ngày và đêm, không thấy được mặt trời mặt trăng và ngôi sao núi đá bị gió mài thành hình cây nấm thoáng nhìn giống như là một mảnh rừng nấm. Trong không khí tràn đầy hung hiểm và sát cơ, tử ý trầm trọng. Ngũ cảm lục thức bị hạn chế, phạm vi thần niệm có thể cảm thức được rất ngắn, chưa đến 100 trường. Gió ở nơi này rất lớn, phong thập bát nhắm mắt cảm giác một hồi rồi nói, hướng đông nam và tây bắc hai nơi này tràn đầy huyết khí, năng lượng chấn động kịch liệt. Hiển nhiên hai đạo nhân tiên đã bắt đầu khai chiến với Long Khôi, tạ lan chúng ta nên đi hướng nào? chúng ta đến đây là để tìm cơ duyên si vu đầu tiên cần phải tìm được nơi chôn xương của si vu anh lan nơi chôn xương ở đâu a à, lê hỏi tôi không trả lời quay đầu nhìn tạo Ẩn. tạo Ẩn bị tôi nhìn cô ấy cúi thấp đầu nhẹ giọng nói thì cốt của si ở bên trong long mộ long mộ lại ở đâu a à, lê truy hỏi không có ai biết được long mộ ở đâu tôi chỉ biết rằng muốn vào được long mộ thì nhất định phải đợi đến khi long môn xuất thế tạo Ẩn nói nguyên nhân nơi này được gọi là cổ địa hoang mạc long môn là bởi vì long môn Long môn này không phải là long môn trong câu cá chép vượt long môn mà chỉ cửa của long mộ. Trong xa mà có rất nhiều truyền thuyết liên quan đến hải thị thận lâu, trong đó có một truyền thuyết liên quan đến long môn. Trong truyền thuyết có người ở trong xa hải nhìn thấy long môn xuất hiện ở thế tục. Long môn cao ngàn trượng nguy nga đổ sộ, long môn màu đen, điêu khắc tư thế vạn long nhập hải. Vượt qua long môn có thể tiến vào long mộ, gọi là long mộ nhưng thật ra nên nói thành phố của cự long thì thích hợp hơn. Một thành phố dưới mặt đất của cự long thành phố dưới mặt đất này bị thiên cơ che đậy tam giới chưa từng kiểm chứng qua. Phương pháp duy nhất để tiến vào thành phố của cự long chính là chờ đợi long môn xuất thế. Cũng chỉ ở thời điểm đó, chúng tôi mới có cơ hội tiến vào thành phố cự long. Nghe tạo ẩn nói xong, tôi mới cảm thấy chúng tôi vào có khi là quá sớm rồi, chúng tôi nên đợi hai đạo nhân tiên dẹp gọn long khôi rồi mới vào. Nhưng mà nếu như đợi đến lúc đó Long Môn khẳng định đã bị hai nhà bọn họ chiếm cứ chặt chẽ. Chúng tôi muốn vào cũng chưa chắc đã vào được. Chiến đấu là cách tu hành tốt nhất, Long Khôi vô cùng cường đại, Hoang Mạc Long môn chính là nơi thí luyện tốt nhất. Ngoài ra nơi đây còn ẩn chứa vô số nguyên liệu đỉnh cấp như Long Lân và Long Cốt, trong truyền thuyết còn có Long Châu Vỡ và Long Nguyên vẫn chưa ly tán. Bên trong Long Nguyên ẩn chứa lực lượng của Cự Long, là cơ duyên hiếm có khó tìm của Liễu Chi Nhung. Thiên đạo phái số lượng lớn đại quân Long tộc tới nơi này cũng là để cướp đoạt Long Nguyên luyện hóa cho bản thân dùng. Đối với Ngạo Phong, cậu ấy có huyết mạch tổ Long cao quý đối với cậu ấy mà nói cự long bất quá là một sinh vật cấp thấp cậu ấy có được cũng vô dụng cái mà ngạo phong cần không phải là cơ duyên mà là chiến đấu huyết mạch của cậu ấy đã đủ mạnh chỉ là vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh đợi đến khi cậu ấy hoàn toàn thức tỉnh thì sẽ giống như yến thác và hi hòa vậy chiến lược trực tiếp thăng lên cấp bậc đạo tổ tam đại hỗn độn thần thú không nằm trong hệ thống tu hành của đạo môn huyết mạch toàn bộ thức tỉnh chỉ đại diện cho việc họ có thể nắm vững lực lượng bổn nguyên của hỗn độn Tam đại thần thú hỗn độn thủa sơ khai còn có thể sánh ngang được với bổn tôn của thái cổ thần ma, có được uy năng khai thiên lập địa. Thủa sơ khai của hồng hoang khi trước, thủy kỳ lân đắp nặn nên đại địa, nguyên phượng hóa thành vòng sáng chiếu tỏa đất trời, tộc tổ long phân hóa thành núi và biển từ đó mới có được một mảng thiên địa của nhân gian. Phong thập bát có thể dựa vào sức gió ở bên trong cổ địa hoang mạc long môn mà cảm nhận quy mô và động tĩnh của hai đạo nhân tiên, nhưng lại không thể nào cảm nhận được hành tung của Long Khôi vậy nên mảnh sa mạc này đối với chúng tôi mà nói vẫn tràn đầy hung hiểm và bí ẩn. Đến nơi này lại để chiến đấu và lịch luyện, khoảng thời gian tiếp sau đó chúng tôi chia nhau ra hành động tìm kiếm cơ duyên. A à Lê và Ngạo Phong không tách không rời, hai đại sát thần cũng là một đôi, Lưu Phong Sương và Bắc Minh Tú lại là một đôi. Như vậy tính ra thì chỉ còn tôi, Tạo Uẩn, Phong Thập Bát, Liễu Chi Nhung. Chương 728: Trời diệt chúng sinh 2 Tạo ẩn thực lực yếu nhất, tôi để cô ấy lại bên mình, để Phong Thập Bát và Liễu Chi Nhung đi cùng nhau. Sau khi phân tổ xong, Phong Thập Bát đưa cho chúng tôi, mỗi người một cái cấm bộ. Cấm bộ là do Khương Tuyết Dương tạo ra bên trong phong ấn thần niệm của Phong Thập Bát. Một khi có chuyện chỉ cần bóp nát cấm bộ Phong Thập Bát liền có thể đi đến ngay. Đồng thời ngài ấy cũng có thể nhờ cấm bộ mà liên hệ với chúng tôi tính toán toàn cục. Bên trong cổ địa hoang mạc Long Môn không cho phép ngự không phi hành, nhưng mà Phong Thập Bát vốn là phong thần, chỉ cần có gió ngải ấy liền có thể sở hữu tốc độ của gió sau khi mọi người chia ra thân ảnh lần lượt khuất sau những cây nấm đá sương mù dày đặc trong không khí tràn đặc hương vị mục giữa một làn gió đen thổi tới thổi tay áo tung bay phấp phới nhưng lại không thổi tan được tự ý nồng đậm ở nơi đây tạo uẩn chúng ta cũng đi thôi tôi nói ừm chúng tôi yên lặng không nói chuyện cả đường chỉ hướng về phía sâu bên trong cổ địa hoang mạc long môn tìm kiếm đi một hồi lâu mà vẫn không thấy có động tính gì, xem ra Long Khôi ở nơi này đều bị 10 vạn đại quân của hai đạo nhân tiên hấp dẫn đi mất rồi. Ra khỏi rừng nấm đá thì chính là biển cát minh mông vô tận. Gió là gió đen, cát cũng là cát đen đi ở bên trong biển cát nửa ngày thì chúng tôi phát hiện một bộ hài cốt cự long. Bộ hài cốt này phải dài mấy nghìn trượng, nhưng chỉ lộ ra khoảng một phần ba trên mặt đất, dù cho hài cốt của cự long có kiên cố đến thế nào đi nữa thì cuối cùng vẫn không thể chịu được sự ăn mòn của thời gian. Không biết đã mấy nghìn năm qua đi, lòng cốt đã bị tàn phá đến không còn gì, dùng tay nắm lên một cái liền biến thành cát bụi, một tí long nguyên cũng không còn lưu lại. Cự Long chính là một tồn tại đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn, nhưng sau khi chết rồi thì cũng chẳng khác gì con sâu cái kiến. Bụi về với bụi, đất về với đất, từ trên người Cự Long tôi lại nhớ về tiên đạo tổ sư Ngọc Hoàng Đại Đế khi trước. Đến nay ở nhân gian vẫn còn vô số tín đồ bởi vì cái chết của ông ta mà đau buồn. Đáng tiếc là cái chết của ma đạo tổ sư thì lại chẳng có ai nhắc đến, cả bên trong đạo tàng cũng không hề viết một chữ. Tuy rằng tam giới đối với cái chết của ma đạo tổ sư giả vờ câm điếc, nhưng tôi biết rõ dù cho qua bao nhiêu năm nữa thì ma đạo tổ sư cũng sẽ không bao giờ bị quên đi. Bi kịch của ma đạo nằm ở chỗ ma đạo tổ sư quá mức nghịch thiên một mình đã đi quá xa thoát ly ma đạo đệ tử. Một mình tiến vào quy khư, đơn độc chiến đấu 12 ngày với cao thủ thiên tôn đỉnh phong, trận chiến ở hoàn hồn nhai tam giới phải trả cái giá lớn mới có thể dồn ông ấy vào chỗ chết. Tu vi của đạo tổ cứ như không thể nhìn thấy điểm cuối. Ông ấy vĩ đại quá mức, vượt lên quá cao so với thời đại, không chỉ tam giới không thể sánh vai với ông mà đến cả phá quân hộ pháp thiên tôn và tham lang hộ pháp thiên tôn cũng khó mà theo kịp bước của ông ấy. Vậy nên bị thiên đạo đố kỵ không thể không lựa chọn hóa thân thành ghi di cùng thiên địa đồng quy. Bão cắt càng thổi càng lớn, thổi đến mái tóc ngắn của tạo ẩn hỗn loạn lông mi dày đặc bước chân kiên định cô ấy không giống với thủy họa đều là đắc đạo từ âm linh trên người thủy Hỏa có một khí chất dị loại rất rõ ràng kể cả ăn mặc cũng rất khó để liên tưởng đến nữ tử ở nhân gian nhưng mà trên người của tạ uẩn có dấu hiệu của nhân gian rất rõ rệt tràn đầy khí chất nhân văn trên người mặc một bộ đồ da được chế tác tỉ mỉ chân đi một đôi bốt cổ cao cổ tay đeo đồ trang sức trên cổ còn quấn một cái khăn lụa bên tai trái còn mang một cái bông tai màu bạc nhìn kiểu nào cũng là cô gái nhân tộc thanh thuần gợi cảm thời thượng đây là một loại thái độ đại biểu cô ấy vô cùng yêu mến nhân gian cũng nhiệt tình yêu nhân loại tự nội tâm vì nhân loại mà cảm thấy kiêu ngạo thực ra tôi nên nhìn thấu từ sớm chỉ là bởi vì trước kia tiếp xúc với cô ấy không nhiều tạo uẩn từ nhỏ lớn lên ở trong nhà của tôi thực chất trong lòng đã xem bản thân là một phần tử của nhân tộc hòa nhập vào sinh hoạt bên trong nhân gian thùy hòa tuy rằng cũng hướng đến khói lửa nhân gian nhưng mà thân phận phá quân tri tướng của ma đạo khiến cô ấy đã vượt ra ngoài nhân gian nghĩ đến thân phận của tạo uẩn tôi cảm thấy cô ấy trời sinh chính là nên làm người bảo vệ của nhân loại đạo tổ đợi đến khi sứ mệnh của tôi hoàn thành tôi vẫn muốn làm đệ tử của ma đạo tạ uẩn nói ta hy vọng sứ mệnh của cô mãi mãi không bao giờ kết thúc tôi nói tại sao nếu như ta đoán không sai thì sứ mệnh của cô chính là bảo vệ cả nhân loại trong trận chiến phong thần ừm tạ uẩn gật gật đầu nếu như sứ mệnh của cô kết thúc thì có nghĩa là nhân loại không cần người bảo vệ nữa loại tình huống này chỉ có một kiểu kiểu nào trời diệt chúng sinh, nhân gian tận thế. Từ rất lâu, trước đây tôi đã có một loại dự cảm rằng ngày mà cuộc chiến phong thần chấm dứt cũng chính là ngày mà trời diệt chúng sinh. Vô số ngàn năm qua đi thiên đạo đã vướng phải quá nhiều nhân quả. Côn xuất thế khiến hắn càng không thể chịu nổi gánh nặng hơn nữa. Thiên đạo có luân hồi, nhân quả cuối cùng cũng phải có lúc kết thúc. Lần này không giống với trận đại hồng thủy diệt thế ở niên đại của cung công, trận đại hồng thủy diệt thế kia thiên đạo tạo ra để diệt trừ đối lập mà lần này là hắn muốn bắt đầu ván bài lại lần nữa thiên đạo sẽ không tự mình ra tay hắn chỉ biết mượn nhờ cái cớ là chiến tranh trận chiến phong thần chính là công cụ tốt nhất của hắn